Con vô lượng ăn quy y pháp bảo bao la, minh tâm kiến tánh thắng ma não phiền. Diêm phật vui lòng do ấy quy y pháp bảo chứng minh con ngạo tâm linh. Tăng là bậc tịnh chứ đạo đạo quả viên lục căn tịnh đẳng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước điền thế gian, trai vô lượng bảo phước. Con xin kính lễ duyên niệm bậc diệu hành thinh văn thích tự, bậc trực hành pháp lữ thiền gia, bậc như lý hạnh thân già, bậc chân chánh hạnh giữ tòa thể tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm thỉnh chúng vô thượng phước điền thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng ăn lành, quy y tăng bảo tịnh thân, tự giác tha giác nguyện hành từ đây. Gieo năm phút tội rầy tâm sám, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, quý sinh chư thánh hiền tăng, con hằng tỉnh tấn tham sân đoạn lìa. Quy hồ đảnh lễ từ ân, bảo tháp xá lợi kim thân Phật Đà, bồ đề khắp cõi ta bà, nhất tâm thành kính hương hoa cúng dường. Ba tòa thanh tịnh bồ đề, mười phương thiên chúng hội về nghe kinh, pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài. Kính thỉnh hằng thiên chúng, dục giới và sắc giới, ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không, kính thỉnh hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hoặc rừng rậm trong nhà hoặc ruộng vườn, kính thỉnh thần dạ xoa càng tháp bà lóng vương, bậc có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng hiện đang trú không xa. Xin ban tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Môn Ni khai thị độ chúng sinh. Nay là giờ truyền kinh vô thượng, nay là giờ đọc pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Vạn pháp do nhân sinh, nhân diệt vạn pháp diệt, Đức Phật Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy. Kinh vô ngã tướng. Như vậy ta nghe một thời Thế Tôn ngự tại vườn độc giả gần thành Varanasi, Đức Phật giảng giải cho gần như nghe như vậy. Các tỳ kheo cũng là vô ngã, không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu các quẩn thì ấy thì đau khổ. Lại đời có thể nói xin cho sắc uẩn của ta như thế này hoặc đừng dưới thế kia. Này các tỳ kheo, sắc uẩn thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng thế kia. Này các tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu các uẩn ấy thật là của ta thì chúng cũng không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các uẩn ấy thật là vô ngã cho nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các ngươi cho sắc uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc uẩn là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, các ngươi cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, các ngươi là vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, cho nên sắc uẩn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế,
hạ liệt thắng gần hoặc xa. Sắc quẩn ấy chỉ là quẩn thoát, ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chân trí đúng theo thực tưởng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỷ kheo, thọ uẩn tượng, uẩn hình, uẩn thức, uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thủ, thẳng, gần, hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí đúng theo thực tưởng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải ta. Này các tỷ kheo, bậc thinh văn nghe và thấy như thế rồi, liền sinh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vị ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tặng, phàm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm và không còn tái sanh nữa. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm vị tỳ kheo hoan hỷ tin thọ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này thì tâm của năm vị tỳ kheo được giải thoát các vi tế phiền não còn chấp thủ nữa. Kinh Quan Niệm. Pháp nào có tên gọi là vô thường là pháp có trạng thái biến hoại không ngừng. Pháp nào có tên gọi là khổ não là pháp có trạng thái sầu đau khổ lụy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã là pháp có trạng thái không ta. Pháp ấy chẳng phải để riêng cho những người trong một xóm làng, một thị trấn, một gia tộc. Pháp ấy để chung cho tất cả thế gian và thiên giới. Tất cả chúng sinh sẽ phải vĩnh biệt cõi đời, vì sinh mạng của tất cả chúng sinh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sinh đều phải chiêu cảm cái nghiệp duyên của mình đã tạo rồi đi thọ sanh trong kiếp sau. Chúng sanh nào tạo nghiệp dữ phải chịu khổ trong các khổ cảnh, chúng sanh nào tạo nghiệp lành được sinh vào cõi an lạc. Cho nên người đời cần phải kịp thời tạo nhiều phước đức làm của tùy thân trong kiếp sau, vì phước đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh trong đời vị lai. Sự sống của chúng sinh thật là ngắn ngủi, sự già hằng đưa đến sự chết. Trên độ trình sinh tử ấy, chúng sanh hoàn toàn bất lực. Nếu người đời thấy rõ sự chết là điều đáng lo sợ thì nên tạo nhiều công đức, vì mọi phúc lạc đều bắt nguồn từ những công đức ấy. Các pháp hữu vi thật không bền vững, có tính sinh diệt là thường. Vì nhân sinh rồi diệt, diệt rồi sinh nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt giúp các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Kinh Hồi Hưởng Vong Linh. Vua Bimbisara nằm mộng thấy thân nhân bị khổ quả đói lạnh, đến bạch hỏi Thế Tôn Đức Điều Ngự Bi Mẫn, chỉ dạy tạo phước hồi hưởng các vong linh thoát ly mọi khổ ách. Các thân nhân quá vãng thường để nhà thân nhân đứng ngoài vách tự cửa ngã đường hay cổng thành trong chờ hưởng phước thí. Nhưng vì kém phước duyên, hương linh bị quên lãng, thân nhân tạo phước lành do công đức bố thí nên phát nguyện bằng lời. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Quá vãng quan tập các đạo tràng nhận được phước hồi hưởng, thường thốt lời cảm kích, mong ân nhân của mình được trường thọ phúc lạc. Người đã tạo công đức chắc chắn được quả lành. Trong cõi bảy chúng sanh khổ, không có sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi bán buôn hay trao đổi, chúng sanh cảnh giới này hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hưởng. Như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hưởng có diệu năng cứu khổ, như trăm sông tuôn chảy đều hưởng về đại dương. Nguyện công đức đã tạo thấu đến chư hương linh. Khi người nhận gió tương duyên quyết thuộc, hãy cúng dường trai tăng hồi hưởng phước đã tạo. Sự khổ sầu thương cảm trước tử biệt sinh đi không có lợi ích gì cho thân nhân quá vãng. Các trai tăng hợp đạo và na đàn
cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già, bậc phạm hạnh giới đức, bậc vô thượng phước địa, được vô lượng công đức, là thắng duyên tế độ hương linh trong cảnh khổ, hiện sự đã làm, do hữu hưởng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, xin tiểu thành phúc quả đến hương linh ông Quỳnh Thù Chánh. Kinh duyên sinh. Bởi không tường diệu đế hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn cội nguyên nhân tạo nên hành, từ hành vi thiện ác gieo chủng thức tái sinh, như vậy chính do hành kiếp sinh thức tập khởi, thức chủng tử đầu đời tạo hiện hữu thân tâm. Ý nghĩa này gọi thức duyên danh sắc, vật chất và tâm thức biến hiện sáu giác quan, như vậy do danh sắc đột nhập được hiện thành, sáu giác quan động chúc sáu cảnh trần, như vậy do lục nhập hiện tượng xúc khởi sanh, sáu căn gặp sáu cảnh khổ lạc xả phát sinh, như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành, khổ lạc ưu hỷ xả nhân sanh mọi chấp trước, như vậy chính cảm thọ duyên tạo tác nên ái dục tham muốn nên dính mắc, dục là cột mê tâm nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy biến hiện muôn sở hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh, có tạo tác, có quả, có chủng tử luân hồi, như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành, có thân hằng phải già, có sanh ắt có diệt. Chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử, cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uổng này được hiện thành tập khởi. Vô minh diệt, hành nhật hành diệt, nên thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt lục nhập diệt, lục nhập diệt xúc thiệt, giúp thị xúc diệt, cảm thọ diệt, cảm thọ diệt ái diệt, ái diệt chấp thủ diệt, chấp thủ diệt hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt lão tử diệt. Sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uẩn này không hình thành tập khởi. Kệ khuyên tu. Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm, danh mà chi lợi lẫm mà chi, bả công danh bụt nữa có ra gì, mùi phú quý vầng mấy tăng, sang cho lắm cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời, đệ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc, kìa sinh tử thấy liền trước mắt, nắm cô phần đã thị thiếu niên nhân, tấm thân này cũng thật giả thân chắc được, phần nỗi bệnh nỗi già thuốc vượt, sống trên đời sống được bao lâu, mới mày sanh kẻ đã bạc đầu, rồi là đến quan khâu một nẫm. Ôi cũng khi tại thiên năng dụng, nhất năng vô thường vạn sự hưu, muôn việc đều nương mấy tắc hơi, hư vời trời cũng dứt, nào sự nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, sanh giả không hề tự giả không, đầy vật chất hết mong tồn tại, rồi tự sanh luân hồi mãi mãi, nỗi trôi theo bề khổ trầm luôn, gầm ngang thay định luật vô thường, khuyên nhân thế tầm đường giải thoát, nếu chí nguyện thanh cao mong đạt, cần nương theo giáo pháp Phật Đà, dốc một lòng tự giác giác tha, hành bạc chánh hướng về đạo quả, kiếp thức tỉnh mê đồ buông xả, thôi đắm say quyển hóa hồng trần, ly não phiền Phật cảnh đau đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt, cầu chư Phật từ bi tiếp độ. Cầu chư Phật từ bi tiếp độ. Chư Phật từ bi tiếp độ. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Hương linh ông Quỳnh Thu Chánh, quy Phật đấng thiên nhân điều ngự, bi trí vẹn toàn. Thông mong saranang gacchami. Hương linh ông Quỳnh Thu Chánh, quy y pháp đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Sẵn căng saranang gacchami.
Hương Linh Quỳnh Thu Chánh, Quy Y Tăng Bậc Hoàng Trì Chánh Pháp, Vô Thường Phước Điền. Đô Tì Dâm Bi Bồ Đăng Sa Ra Nâng Gai Cha Mi. Đô Tì Dâm Bi Thâm Măng Sa Ra Nâng Gai Cha Mi. Đô Tì Dâm Bi Sang Căng Sa Ra Nâng Gai Cha Mi. Lần thứ hai, Hương Linh ông Quỳnh Thu Chánh Quy Y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tạ Tì Dâm Bi Bồ Đăng Sa Ra Nâng Gai Cha Mi. Tạ Tì Dâm Bi Thâm Măng Sa Ra Nâng Gai Cha Mi. Tạ Tì Dâm Bi Sang Căng Sa Ra Nâng Gai Cha Mi. Lần thứ ba, Hương Linh ông Quỳnh Thu Chánh Quy Y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nguyện thập phương tam thế tam bảo thì từ tiếp độ Hương Linh được trường thừa tam bảo tốc xả mê đồ siêu sanh lạc cảnh. Nguyện thập phương tam thế tam bảo thì từ tiếp độ Hương Linh vãng sanh thế giới an lạc. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp, không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy, nhẫn nại pháp thiêu hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng chư Phật dạy như vậy. Xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân. Nghiêm căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chủ hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nhẫn nại pháp căn bản, hầu hết các hành lành và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy, là năng lực người trí đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Người hành tu nhẫn nại là người có bản lành được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích, nhân loại và chư thiên đều thương mến trị. Người hành pháp nhẫn nại bán kiếp sanh thiên giới, chứng đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Nguyện cầu tám hướng mười phương chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan. Hài nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu. Chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dài. Nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn. Dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường viễn ly. Nguyện cầu tam bảo chứng tri, đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin hồi hưởng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần hiện tiền quả vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho, thấy đều hưởng phước cam lồ, đạo căn bất thối tâm bộ sầu. Lời vàng chiếu Phật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình. Con cùng pháp giới chúng sinh đồng nương chánh pháp quang minh chân điện, tĩnh tâm giữ vẹn một niệm, cung bồi phúc huệ gieo duyên niết bàn. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ Phật đạo được viên thành. Và lễ cầu siêu để trợ tiễn đến Hương Linh ông Quỳnh Thu Chánh đến đây cũng vừa phải lẽ. Xin mời xin
nhập Phật đạo tràng hồi hướng. Ô Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Liễu Tâm, Ngài Chư Đức, Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Quỳnh hồi hướng quả phước mà buổi lễ khóa cầu siêu ngày hôm nay đến ông Bình Thủ Chánh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ, con xin đại diện cho gia đình Trang và Huy Như ạ. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay hồi hưởng hương linh phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay hồi hưởng hương linh phước này, nhàn cảnh đủ đầy an. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay hồi hưởng hương linh phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ, con xin được đại diện cho Nguyên Trang và Nguyên Như thành kính tri ân Ngài Chư Đức cùng Chư Tôn Đức rất là nhiều. Dạ, vì Ngài đã nghĩ đến gia đình chúng con để trợ tiến cho hương linh ông Bình Thu Chánh, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1934, mất lúc 9:03 PM ngày 24 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày 14 tháng 7 năm Mậu Tuất hưởng thọ 85 tuổi. Con xin thay mặt, con xin đại diện cho gia đình Nguyên Trang và Nguyên Như thành kính tri ân với Ngài, cũng như kính cảm ơn đạo tràng có những lời trợ tiến. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân với Ngài và đạo tràng. Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Nam Mô Tham Ma dạ. Nam Mô Sân Kha dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, Ngài Liễu Tâm cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Khê Ma. Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu. Dạ, qua thời kinh con cũng quá xúc động, con có nhiều sơ xuất, con kính mong quý Ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Dạ, kính mời Trần Đạo. Trần Đạo ơi, Nhật Quỳnh thấy Trần Đạo có trước máy, mời Trần Đạo cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta sinh hoạt hôm nay được Ngài Liễu Tâm trả lời những câu hỏi. Trần Đạo có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Trần Đạo ơi, Trần Đạo có thỉnh Pháp Sư được không? Dạ, mời Trần Đạo nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Nam Mô Tham Ma dạ. Nam Mô Sân Kha dạ. Con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, kính đảnh lễ Ngài Liễu Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ với bà với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin phép thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma chaloka dibati sahang bati katang chali angthi warang aya jatha santi tha satappa rajapkha chatika desaitu thammang anukam bimang bacang satthamma bering vinay yang cha kayang sut tang cha api thamma majamang ako tayang to satu sakcha dang dang babo thaneye parisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhỉ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lập dạ ngày giờ chân sang, thuyết pháp đồ các hàng đệ tử
có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Hy được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 40 năm hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rủi khắp thế gian, bởi nhân cỡ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ con kính xin gửi mic lại cho chị Nhật Quỳnh để điều hợp chương trình ạ. Dạ sa thú lành thai. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn Trần Đạo đã đại diện đạo tràng cung thỉnh pháp sư trước giờ chúng ta được ngài Liễu Tông trả lời những câu hỏi thắc mắc. Dạ Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Minh Tâm. Quỳnh Minh Tâm vào sau, Quỳnh Minh Tâm có thể làm thị giả cho ngài không, thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu là kính mời Quỳnh Minh Tâm. Dạ kính mời Quỳnh. Dạ con cung thỉnh ngài Liễu Tông. Dạ ngài từ bi thượng mít ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pa Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bụt Tha. Giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sư nam cư sư nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha. Giả dạ sa tô sa tô. Dạ kính tri ân sư, dạ chúng con nghe rất là rõ. Dạ hôm nay lại là ngày thứ bảy ở Mỹ Quốc và chủ nhật ở Việt Nam, và chúng ta có thời Phật pháp vấn đáp. Dạ, quý vị cứ việc thoải mái đặt câu hỏi những gì mắc mắc trong tuần qua. Dạ, sư Liễu Tông sẽ giảng dạy cho chúng ta. Dạ, không biết trong đạo tràng ai là người xưng phong mà giơ tay lên. Dạ sa thú hai bàn tay của Nguyên Trang và Nguyên Như. Dạ rất là sa thú rồi, xin mời hai vị từ từ lên. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa ngài, con có một cái câu hỏi, con có thắc mắc là tại vì gia đình con ấy thì có một người dưỡng mới qua đời. Con muốn hỏi là khi mà dưỡng con cũng như Mỹ nó kêu là coma, là mình bị vô cái tình trạng hôn mê, Mỹ thì nó nói là cũng như cái não mình bị chết thì sẽ không còn biết gì hết. Nhưng mà theo con hiểu là lúc đó cái thần thức của mình nó vẫn họ vẫn nghe được, họ vẫn cảm nhận được, vẫn nghe được những cái lời của mình nói, đúng không ngài? Dạ con có thắc mắc như vậy, và dạ con kính mong ngài giảng dạy cho con được rõ hơn ạ. À, dạ con kính ngài. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, đối với khoa học thì não là cái trung tâm làm việc của con người, nhưng mà đối với Phật pháp thì não chỉ là cái trung tâm thâu nhận dữ kiện mà thôi. Thâu nhận dữ kiện từ đâu? Từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ. Rồi nó thành ra khi nó mắt tiếp xúc với sắc cảnh sắc, tai tiếp xúc với sắc cảnh thinh, thì từ đó nó mới truyền vô cái trung tâm mà thâu nhận dữ kiện đó, rồi nó mới làm việc theo hệ thống của nó. Thành ra mình gọi là coma. Coma đó thật sự ra cái danh sách nó vẫn sanh diệt như thường, nhưng mà nó sanh diệt theo kiểu của nó, còn biết như thế nào thì chúng ta không có khả năng biết được. Nhưng mà chắc chắn là vẫn biết như thường, chứ không phải không biết. Biết trong cái lộ trên tâm, nhưng mà thường cái lộ trên tâm của người coma đó nó chỉ khoảng động tốc nó chỉ khoảng 5 thôi, và nó đa số là nó nằm trong hữu phần,
lâu lâu lại lên, lâu lâu lên là do cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mình có đối tượng vào tiếp xúc đó. Thành ra thì lúc đó biết trong thời gian rất là ngắn mà rất là thường thường không có quyết định gì cả, mà cũng nhiều khi không biết đó là gì. Ví dụ âm thanh, chỉ biết âm thanh cái gì theo cái lộ trình tâm mà nó phát sinh đối với cái người đang bị coma đó. Biết chứ không phải không biết, danh sắc dẫn làm việc cho tới cái lộ cái cận tử, tức là cái lúc đó thì cái sắc tâm, không phải sắc tâm, tâm danh sắc và cái sắc nghiệp nó diệt, nó đồng diệt với cái tâm tử, cái phần khá của tâm tử, thì lúc đó mới kể là chết. Chứ còn nếu mà cái nói thẳng đó, thì cũng không gọi là chết được, là mô bích thai á. Nam mô Bích Thay Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sam Kha Giác. Và con xin kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, và con chào Thầy Thủy Đạo Tràng. Cái buổi chiều có mặt ngay đó, thì lúc đó có một cô nurse vô, cũng nói là khi mà đến lúc mà ông gần đi đó Bạch Ngài, thì mình nên tiêm cho ông một cái gọi là xịt một cái ống nhỏ của một phần là morphine, một phần là lorazepam, là cái thuốc an thần đó Bạch Ngài, vô trong miệng cho ông để mà ông đi, ông đừng có bị giật, bị đau đớn quá đó. Thì lúc đó ở nhà con á, thì có con với dì con, thì dì con không có muốn tiêm những cái đó vô, tự vì dì không có muốn xài thuốc. Còn con á, thì hồi đó con có nghe Chư Tăng nói là khi mà mình gần đi á, cái tâm mình phải sáng suốt, mà mình không có được uống mấy cái thuốc đó vô thì nó bị mê đó Ngài. Thành ra nhưng mà cũng có hên là lúc đó dưỡng con ra đi rất là nhẹ, không có một triệu chứng gì hết, giống như hơi thở yếu xong rồi một hồi mất luôn. Thành ra ở nhà không có cần làm cái đó. Mà con xin hỏi Ngài là nếu trường hợp mà người ta bị đau đớn quá đó, mà mình làm Phật tử, mình có nên tiêm những cái mọc phim đó để cho cái não nó bất động luôn không Bạch Ngài? Theo con thì con không có nên, nhưng mà con không hiểu rõ được ạ. Dạ con xin dâng bích này cho Ngài ạ. Nam mô Bích Thà Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật ra đó, mình tiêm là chỉ làm cho cái sắc nó mất năng lực thôi, chứ còn cái danh niệm nào mất năng lực được đó. Thành ra cái chuyện thọ khổ vẫn là thọ khổ như thường. Nhưng mà tại vì lúc đó cơ thể nó yếu quá nên người ta không có biểu diễn được, không có biểu lộ được cái trạng thái đau khổ gì, đau khổ vẫn khổ như thường. Như vậy nên biết thì tiêm gì thì làm cho sắc pháp nó giống như là mình nói theo danh từ đời là tê liệt thôi, nhưng có danh pháp thì không thể nào mà tê liệt được cả. Nghĩa là cái lộ trình tâm nó vẫn sanh diệt và vẫn làm việc như thường, chứ không phải ấy gì đó. Thành ra cái chuyện gần cái lộ cận tử đó, thật sự ra đó, cái lúc đó đó có thể là dầu có đau đi nó cũng không biết, tại vì cái lộ cận tử nó có cái đối tượng riêng của nó. Lộ cận tử khi mà nó phát sanh nó có những đối tượng riêng của lộ cận tử. Thành ra những cái cảm giác đó, trừ khi cái người đó còn xa cái lộ cận tử, thì dù còn chừng nửa tiếng nữa mất á, thì lúc đó đau khổ thì đau thì biết rồi này kia. Chứ nhưng mà khoảng chừng 15-30 giây trở lại đó thì bảo đảm là không nhận đi dạng được cái sự đau đớn nữa rồi. Tại vì lúc đó lộ trình tâm nó không ở trong những cái trạng thái đó, mà nó có cái đối tượng riêng của nó. Đối tượng đó gọi là công má niệm nít, công má niệm nít ta với khá tị niệm nít ta. Thì nó có ba cái đối tượng riêng, mà quý vị biết tâm nó chỉ có một đối tượng duy nhất thôi. Thành ra khi mà nó phát sinh, nó nhận cái đối tượng đó, thì lúc đó có chết hay không chết thì cũng nó thật sự quá trễ, chứ không phải là gì đó. Đừng đau, nhưng mà thường thời lúc đó thì thường mình nói đau thì cũng đau thiệt, nhưng mà tới lộ cận tử, gần cái lộ cận tử thì đa số lộ trình tâm nó chỉ có sát na, thì cái chuyện nó đau hay không đau thì cái đó mình không thể giải thích được, không thể giải thích được. Nhưng chắc chắn một điều là thường thường ở ngoài đời thì người ta hay chết vô. Nhưng mà nếu trong trường hợp mình á, trường hợp chúng tôi đó, nếu mà thấy người mà còn tỉnh á, chỉ nên là nói những cái điều mà liên quan tới
cái thiện nghiệp mà người đó đã từng tạo thì tốt nhất. Còn nếu mà mình nói thấy người ta nhân này kia xong đó mà mình đâu biết khi mình lấy vô vậy đó, những cái sắc thần kinh nó mất năng lực thì cái tâm mà nó có nương nhờ mất cái sắc thần kinh đó, nó cũng không có nhận đối tượng rõ ràng, thì cái điều đó nguy hiểm cho cái người đã đi chứ không có lợi ích. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy giá, dạ con xin tri ân ngài. Dạ bạch ngài, con có một câu hỏi kế tiếp là có những vị trong cái driver license á bạch ngài, thì họ đăng ký là khi chết á, thì sẽ hiến tất cả những cái bộ phận tốt còn lại, và có những cái vị á, thì nói là không có thích cho thân thể của mình. Dạ bạch ngài phân tích cho chúng con cái nào là đúng, cái nào là sai trong trường hợp này ạ. Con xin nhân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Thà, dạ kính bạch chư tôn hàng, dạ kính thưa chư vị, cái đó thì theo mỗi người, nhưng mà theo Phật giáo đó, ví dụ như ngài, những cái thân thể mà mình quý trọng nó quá, mình tiếc nối nó quá, có thể mình không có buông được nó, không có buông được nó. Thành ra đa số những cái người, ngay cả người Mỹ bây giờ phần đông họ cũng cho cơ phận, ha, cho cơ phận. Thành ra tùy theo mà cái người, cái tư tưởng người đó muốn gì. Thì như chúng tôi, riêng cá nhân chúng tôi thì cũng cho nguyên cái sáng, muốn làm gì làm, lấy được lấy được, xài không được, không được thì để học tập hay để làm gì đó, để cho người ta quán xác chết gì chuyện đó của người ta, chứ không có để lại bất cứ cái gì để cho thân nhân hay gì đó. Chúng tôi cũng ghi trong giấy tờ của tôi là không có thân nhân, không có gì đó, chuyện đó là để cảnh sát nó lo hết, rồi khỏi phải ai phiền phức. Mình cũng về mình nó buồn cái lúc những cái người ta còn xài được thì cũng nên cho, nhưng mà thường thường người già thì cho, người cho để cho nó học thôi, chứ còn nếu mà nó cho để lấy cơ phận xài thì nó xài cũng 2-3 ngày nó cũng chết giống theo mình đâu mất công. Thành ra cái chuyện đó, thường thường nếu mình chấp chặt cái thân này quá thì mình có những cái tư tưởng đó không nên cho, không nên này. Còn nếu mình coi như là cái này cũng giống như cái món đồ mà nó đủ già, đủ hư rập dụng nó thì cũng không nên liếm tiếc cái gì ha. Để mình có mang được nó đâu có đi theo đâu, mình chỉ có cái nghiệp mình nó cho cái quả như thế nào thì cái kiếp mới của chúng sanh nó giống vậy thôi, chứ không có ăn thua gì tới cái xác cũ nè đó. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá, dạ con xin kính tri ân ngài. Dạ câu hỏi kế tiếp của Quy Như bạch ngài là về vấn đề phát tang đó bạch ngài, thì mình nên phát tang ở chùa hay là mình nên về nhà mình phát tang, và cái đó nó có đúng theo cái chánh pháp của bên Phật giáo Nam Tông của mình thôi không, hay là cái đó chỉ là cái là traditional của người Việt của mình bạch ngài. Từ hồi tối con nghe ba con nói là có nhiều gia đình á, là người nam sẽ phải giống như là không có được cạo râu cạo tóc trong vòng 3 năm lận. Cái chuyện đó thì con nghĩ là bây giờ nó không còn nữa, con không biết là làm 3 tháng nổi hay không. Thành ra con xin kính bạch ngài giải thích cho con cái điều đó cho con hiểu ạ. Con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Thà, dạ kính bạch chư tôn ngài, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu muốn phát tang thì phải phát tang trong cái não của mình, chứ đừng phát tang ở ngoài, nó không có lợi ích gì hết á. Mấy vị cứ nhìn thấy là Đức Phật xuất thân từ đâu, từ người cái dân Ấn Độ, và dân Ấn Độ mà chết rồi đó thì nó bó ra, nó có tiền mua xăng nhiều thì đốt nhiều, mà mua xăng ít thì đâu hết đốt rồi thì nó còn giọt xuống như đấy, chứ nó có để tan đâu, phải không? Hay là Tây Tạng chết rồi nó đem ra cái đội nó bầm ra cho chim ăn, nó có để tan đâu. Để tan là mình để tan trong đầu mình đó, là để tan như thế nào mà mình cố gắng mình tạo những cái thiện pháp để hưởng phước báo cho người đã quá giảng, dầu rằng mình không cả không biết họ có nhận được hay không, bởi mình có khả năng để biết. Nhưng mà nhất mình nhớ rằng cái người đó có ơn có công với mình, thì mình tạo được phước báo gì mình hồi hướng để cho họ, nếu mà thiếu thốn cái gì họ có cơ hội để họ được hưởng, được thưởng cái đó trong cái cuộc đời của họ. Chứ còn bây giờ mình bịt độ thân tăng lên đầu lên vai lên đầu để làm gì, phải không? Mình cứ thực tế đi đó, mình cứ thực tế đi, không? Mình có tan là mình biết, mình để tan trong đầu thôi. Còn cái phần mà Đức Phật dạy đó là quá đối với người giảng là nên làm phước để hồi hướng phước báo tới cái người đó. Thì cái người đó nếu ở cảnh giới mà nhận được á thì cái hồi phước đó tới,
mà biết cách nhận, thì còn người đó mà không biết cách nhận hoặc là không ở trong cái cảnh giới mà tương ứng thì người đó mình có để tang để gì cũng không, người đó cũng không có biết được, cũng không có ấy được. Đó là làm cho nó đúng, làm sao cái lợi ích phát sanh tới người đó. Còn mình thì cái bài học của cái người đã chết thì cho mình thấy đó là trong thời gian mình còn sống á, còn tơi thở thì mình nên làm từ thiện pháp, chứ không phải đợi tới cái lúc ngáp ngáp rồi kêu con cháu nó làm phước, nó hồi hướng cho mình, nó để tang mấy ngày mấy năm mấy tháng gì đâu, trời mấy chuyện đó nó không có lợi ích gì cho mình hết á. Muốn có lợi ích cho mình thì nên làm phước dự trữ trước khi mình tắt thở, cái đó là tốt nhất. Chứ đừng có nhờ để coi chết rồi mình dặn con cháu rồi phải tao chết rồi phải mời bao nhiêu ông sư về để ấy, mời ông sư thì cũng vậy thôi chứ ông sư nó làm được mình đâu. Nếu mình cái nghiệp ác mình quá nhiều thì mời ông sư cũng làm được vậy đó, trừ phi nghiệp ác mình nó ít hoặc là thiện pháp nhiều, nhưng mà thiện pháp nó vẫn chen vô được á, thì nghĩa là gọi là hộ niệm đó, nghĩa là trước khi mình tắt thở thì còn giúp được chút ít. Nhưng mà chúng tôi cũng cho rằng cái chuyện mà nhờ mấy người khác hộ niệm đó cũng không bằng chính mình hộ niệm cho mình đó. Mình ráng học vô rung học cầu kinh này cầu kinh pháp cú đi, học thuộc lòng phát âm cho nó trúng, giống như ngày Đức Đức ngày dạy đó, phát âm cho trúng. Thành ra khi nào mình cảm thấy nhức đầu, mình cảm thấy đau bụng, mình cảm thấy mặt mày gì đó là mình cứ ngồi xuống mình tụng câu kinh pháp cú đó, hiểu chúng cho chúng giọng, hiểu ý nghĩa đàng hoàng, thì thiện pháp lúc đó nó phát sanh. Mà lỡ mình có ngâm ngáp hay là có hổng thở lúc đó thì chính cái thiện pháp đó nó giúp cho mình, chứ không ai giúp cho mình được đó. Thành ra mình tu hành lên thực tế vậy đó. Còn cái chuyện mà muốn làm theo đời để sợ người ta cười thì làm cũng được, nhưng mà đừng có coi cái đó là chuyện quan trọng. Để tan để gì đời nó vậy thì mình có thể làm theo được, nhưng đừng có coi chuyện đó là chuyện quan trọng. Nó quan trọng vậy đó, quan trọng là làm sao mình tạo phước báo để mình hưởng phước báo cho người đã qua giảng thôi. Nam mô Bích Thầy giác. Dạ, Nam mô Bích Thầy giá, nguyên như xin kính tri ân ngài ạ. Nguyên như xin nhường mic lại cho Quy Minh Tâm ạ. Xin bàn tay của anh. Dạ, có bằng tay Quỳnh Minh Tâm rồi, lỡ rồi. Nhục Quỳnh đưa tay rồi, Nhục Quỳnh đọc câu hỏi của online rồi. Mời Quỳnh Minh Tâm tiếp tục nha. Kính bạch ngài, khi mình cầu siêu cho người đã chết rồi, mình mong người chết nghe và hoan hỷ để ra đi an lành hay sao ạ? Hay chỉ dạy cho người sống thôi ạ? Nam mô Bích Tha, dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự cái người đã mất rồi thì họ cảnh giới mới rồi. Mình mời chư tăng tụng kinh, mình gọi tụng kinh hồi siêu đó, tức là cái đó là giúp mình tạo phước báo để hồi hướng cho người đã quá vãng, chứ không phải tụng cho người chết. Họ chết rồi mình tụng họ nghe cũng không có được. Mà chưa chắc họ có thì giờ để họ tới họ nghe. Thành ra cái chuyện mà mình tụng gọi là cầu siêu này kia giống đó, tức là hình thức tạo phước báo của người còn sống để hồi hướng cho người đã quá vãng. Thành ra nếu mình làm đúng nguyên tắc, phước báo thường phát sanh, nó phát sanh do cái nào? Thứ nhất là thọ trì tam quy ngũ giới, thứ hai là bố thí vật thực hay là tứ vật dụng đến chư tỳ hữu tăng, cái thứ ba đó là tính pháp đó. Thì ba cái đó đó, tại vì mình không biết cái người đi đó họ cần cái loại phước nào, thì mình làm cho đủ phước trí, phước vật, phước trí, phước đức. Thì ba cái đó nó tượng trưng cho ba cái loại phước báo đó. Trong 10 phương pháp tạo phước thì nói trắng ra thì nó cũng có ba thôi. Ví dụ nên nhớ 10 phương pháp tạo phước đó, chỉ có người còn sống mới tạo đủ cả 10 thôi. Còn người chết chỉ có tạo được một phương pháp một mà thôi, đó là Anumodhana, tức là nghe người ta cho phước mình cái mình xả thú. Mà nếu mà lỡ mà không có biết xả thú hay là không có biết mà cách nhận thì cũng rất quớt. Thành ra mình khi tụng kinh là chỉ duy nhất là để người sống có cơ hội tạo phước báo qua mấy cái điều kiện mà chúng ta nói đó, tức là chư tăng trước khi mình mời tới.
Thì, nhưng mà trong Bali đó thì không có dạy mà cái vụ đó, trong Bali chỉ dạy là mời thỉnh chư tăng tới làm phước hoặc thỉnh chư tăng tới để quán về gạt bất mỹ, tức là quán sát chết đó. Thì khi chư tăng tới thường người ta sẽ cho mình thọ tam quyên ngũ giới, rồi người ta tin là một hình thức người ta ban bố về cho mình bài pháp mà mình nghe mình không hiểu, thì thường thường chư tăng sau khi tụng rồi chư tăng sẽ nói pháp một bài pháp ngắn xong xuôi, rồi quý vị có vật thực hay tịnh tài đó mà dâng cho chư tăng, cái đó gọi là bố thí về tứ vật dụng chư tăng, thì nó đúng ba cái là phước phước và vật phước đức đức và phước trí là như vậy. Thì mình dùng cái phước đó để mình nội hướng câu mà Đức Phật dạy cho vô bình sa vương đó, để đăng nô nha tin năng hổ thụ sụ kỳ ta hổ thụ nha tại vô, rất là phần phước này xin đến thân bằng quyến thuộc cầu nguyện xin các gì đó hay biết và thọ nhờ được an vui đó. Thì nó ở cảnh giới rồi ấy thì họ sẽ nhận được, thì họ nhận được thì họ bớt cái sự đau khổ mà họ đang mang trong cái thời gian mà họ còn sống, họ tạo nhiều nghiệp xấu họ mới đi xuống dưới đó, thì mình chỉ có giúp họ là mình tạo tất cả các loại phước báo vậy đó. Mà điển hình thường thường mình làm là có ba loại là vậy đó, để cho người hồi hướng đó, cho người chết giống như mình, người ta đi mà người ta còn thiếu một ít đó, thì mình làm ở đó thì mấy. Nhưng mà trong cái bài kinh Tỳ Lô Cô Thà đó là đắc khi na đa ná, tức là cái phước mà hồi phước mình muốn có đầy đủ để mình hồi hướng được đó, thì cái phước đó phải là hồi hướng và dâng cúng đến chư tăng, chư tăng. Nhưng mà bây giờ trong hộp gần mình không có ông sư như thế nào, chúng tôi không nhớ trong có trong một cái chuyện mà trong chuyện tiền thân đó mà chúng tôi không có rõ. Thì khi Bồ Tát cùng với tất cả các người đó mà đi rồi bị tàu đắm trên biển nè, tàu đắm trên biển thì mới tấp vào cái hòn đảo thì mới lên, thì thấy có một cái lâu đài, có cái lâu đài mà không có người, nhưng mà khi lên tiếng thì có âm thanh trả lời. Thì cái đó, đó cái chúng sanh đó mình thường thường mình gọi đó là quý ma ná bê tạ đó, tức là chúng sanh nửa đời khổ nửa đời ấy sống coi nghe ngạo quỷ mà vẫn có lâu đài ở đó. Thì họ Bồ Tát mà hỏi thì người đó trả lời đại khái là chúng tôi không có, đại khái giống như không có quần áo đó, như là trần truồng, tại vì đi làm cái việc xấu là ra sanh vào cái đó, thành ra đi làm việc xấu nhưng cũng biết bố thí biết này kia ầm sùm, là có lâu đài đỡ nhưng mà không có ấy đó. Thành ra khi mà hỏi đó thì Bồ Tát mà hỏi làm thế nào để được có những cái đó, thì nó nói nếu mà có ai có ia mà dân đến cái người mà tối thiểu là tám giới, chúng ta nhớ sơ sơ tám giới thì được. Thì Bồ Tát hỏi những người đó ai là ai thì cũng thọ tam quyền ngũ giới, chỉ có mình Bồ Tát là thọ tam giới thôi. Thành ra tới đem qua đó tới dân thì Bồ Tát nhận xong rồi hướng phước báo tới cái cô ngạ quỷ đó, thì cổ mới hiện ra cho coi thì có đầy đủ quần áo rồi này kia em xong. Thành ra thì mình muốn phước báo mà tới cái người quá vãng đó, tối thiểu là cái người nhận nó phải là người tám giới đó lên, trên năm giới ngày hài với mình đó, mình nhận có phước nhiều nó yếu quá cho người ta cũng nhận được bao nhiêu. Giống như người ta cần bật đầu mà mình cứ cho bật cắt không, nó nhận cũng không có được. Thành ra mình tốt nhất là mời chư tăng là như vậy. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Bạch sư, con có nghe nhiều người nói dạy cho chúng con hồi con còn nhỏ đó bạch sư, là khi mà người chết á, mình có thể rờ vào cái trong vòng 8 tiếng con người ta nào thì người ta sẽ xuất ra, tức là người ta sẽ thọ đọa hay là đập đầu tôi đó, thì mình sợ thì chắc chắn mình phải đi xuống này gì đâu. Hoặc còn nếu mình tạo tiền pháp nhiều thì lúc đó cái quý vị thấy cái hình ảnh của Minh Kinh đang dạy diệu pháp đồ này kia đó, đó. Hoặc là đang nghe cái âm thanh di diệu pháp của Minh Kinh dạy đó, đó cái niệm biết tốt thì mình đi lên. Cái vấn đề nó là nó nằm chỗ đó chứ không phải là vấn đề cái là phải trời nóng rồi gì thì nó không có chúng đâu, đừng có tin nó rồi cái riết thì mình cũng nhiều khi mình tỉnh theo không chừng. Nam mô Bích Thầy giá.
Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ con dạ. Vì như nhiều câu làm con phải suy nghĩ nên con xin hỏi một câu. Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Con đã thành kính như huynh đạo tràng. Con xin hỏi một câu, trước đây cũng lâu rồi, cũng được mấy năm rồi, thì con có một người nhà thân bằng của con mất, mà con thì ở xa nên là những đứa cháu thì nó gọi cho một người, rồi cái người đó người ta chỉ cái gì là bệnh ngày mà con về thì con biết là sai, nhưng con không thể nào giải thích được. Hôm nay nhân cái dịp những câu hỏi của Nguyên Như và Nguyên Trang thì con xin phép được hỏi là một người chết đi, người ta không có cho thân nhân lại gần khóc than gì hết, mà có một cái ban hộ niệm, dạ, là người ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật kia đó, niệm trong bao nhiêu tiếng đồng hồ đó con không có rành lắm, dạ, tại con ở xa mà khi con về thì đã xong việc rồi. Thì bao nhiêu tiếng thì cái đứa cháu con nó nói là ồ dì ơi, ông thầy đã niệm hay lắm á dì, coi như là mình không có được lại. Nhưng mà khi mà má con chết thì con lạnh và cứng, nhưng mà nó hồi niệm vậy thì má con mềm người ra ấm lại, vậy là ông thầy ông nói đã được siêu sanh gì đó và xin bệnh ngày đó. Thì cái trường hợp này ngài giải thích giùm cho con biết điều này là không đúng rồi, nhưng mà con không có cái căn cứ nào để con giải thích. Nhân dịp này thì ngài giải thích giùm con, để có dịp con sẽ gặp mấy người này con nói chuyện tiếp à. Dạ con kính nhân bích đến ngài à. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn này dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự cái người sắp chết nhiều thấy sợ quá, cái người nó cứng lên chừng đi hồng đó. Hay là mình thấy cảnh dữ thay tay nắm chặt ông vòng, cái người nó cứng có ở đâu, tới chừng mà danh sách mà nó diệt rồi đó thì trong tích tắc đó thì nó trở lại bình thường, tức là nó có thể nó mềm lại, nhưng mà trong vòng vài phút thôi rồi sau đó nó cứng lại là chuyện bình thường. Bởi vì lúc đó là cái sắc lửa sắc quả đó nó từ từ nó biến mất rồi, thì phải ấy chứ sao, nó lạnh lại thì cái người nó cứng lại chứ có gì đâu, chuyện là chuyện bình thường thôi. Chứ còn bây giờ dầu mà nó có cái triệu chứng gì này nữa đó, nếu mà thật sự đúng rồi là chết rồi đó, là có cảnh giới mới liền, chứ không có đường nào mà chờ hết đó, không có lang thang đâu đó, rồi lâu rồi cái nhập vô để cho ấm lại rồi này kia để nhát nhà không phải. Đấy, nếu cái đó là chưa chết, thí dụ như bây giờ mình chưa chết, ví dụ như coma mà tới cái mức mà sâu quá đó thì nhiều cái máy nó còn không được, tưởng chết chứ thực là chưa chết, là khi nào cái sắc nghiệp với cái danh mà thường là tầm tử đó, danh với tầm sở đó, tầm với tầm sở của cái tầm tử và cái sắc nghiệp nó diệt, lúc đó thì lượng mới gọi là chết. Chứ còn ngoài ra chưa gọi là chết. Mà thành ra nhiều khi mình mới phải nói cái nguy hiểm cái chỗ mà gỡ ống là vậy đó. Nhiều khi nó nói não chết não gì chưa chắc, nhiều khi giật ra một hai tiếng hồ sao mới chết không chừng. Thành ra cái người giật cũng phạm như thường chứ không phải giỡn đâu. Thành ra nó nguy hiểm cái chỗ mình không thể biết được cái giây phút mình chết như thế nào. Nhưng mà chắc chắn nếu mà là chết rồi là phải có cảnh giới mới liền, nghĩa là có cảnh giới rất là nhanh. Nếu vậy nào vô học với mấy cái ngày mà dạy Dương Hệ thì thấy cái chỗ đó, cái tâm tử là Anantara bạch trai cho cái tâm tái tục, tâm tục sinh, tức là tâm tử và tâm tục sinh dính liền nhau, nghĩa là nhanh như vậy đó, không có khoảng cách ngay giữa. Anantara sao Anantara Anantaru Manisya đó, tâm tử diệt là tâm tái tục phát sanh liền, chứ không có nào mà chờ mấy ngày 3-4 ngày vậy đó. Nếu mà cái chỗ đó đó nhiều người là nói là chết rồi vô cái bỏ vô tủ lạnh đã đợi cái gõ gõ cọc 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 cái sống lại, cái đó không phải chết đó là, nó coma sâu lắm, mà ra người ta giống bất tỉnh mà coma sâu nó ra người ta không biết, người ta tưởng chết chứ chưa chết, bởi chết không thể nào là ngốc là vậy đó
bởi vì cái tâm tử mà nó diệt rồi là cái tâm tái tục nó phát sinh liền, thành ra không có cái chỗ nào mà con người ta có thể sống lại được hết á. Mà có sống lại thì sống ở cảnh giới khác chứ không thể nào là cái người đó được. Thành ra cái chuyện đó là do cái sự thay đổi của khí hậu bên ngoài và sắc quý tiết trong người mình, nó có những trạng thái như vậy đó, chứ không phải là do mà tụng kinh đâu gì. Bởi vì tụng kinh, nếu mà tụng kinh mà cái người sống nghe còn chưa có được cái cảm giác gì, mà cái người chết mất tay mũi lưỡi thân, nó đâu còn cái danh trong đó đâu mà nó nghe được, đâu mà nó có thể nó nhúc nhích hay nó gì đâu, thấy không? Thành ra chuyện đó nó không có đâu, không xảy ra được đối với người được gọi là chết thật sự là không có, trừ phi cái người đó chưa chết thì tụng kinh thời gian có thể là cái lộ tâm nó trở lại bình thường không chừng. Mà cái chuyện đó rất bình thường, như vậy vô cái trong tủ lạnh nằm lạnh cống nhưng mà vẫn rên như thường được, chứ không phải không lạnh quá rên nữa. Tại vì họ chưa chết, chứ chết là xong rồi đó. Nam mô Bụt Thầy Giác. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. À, thấy Nguyên Như giơ tay hả? Có muốn hỏi không thì hỏi hay sao? Thầy kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni Trong Lâm, và xin kính chào tất cả quý vị. Thì sẵn nhân cái vụ này, con cũng xin hỏi sư Liễu Tông về cái vấn đề mà cái sự sống sự chết này. Thì theo như trong kinh điển thưa sư, thì có cái cách dạy nào mà để cho cái người mà mình đang sống nè, những cái gì mà quá khứ mình đã làm rồi thì coi như là đã xong không tính, bây giờ ngay trong cái đời sống hiện tại này mình làm sao, cách phương pháp nào để cho khi mà sống cho tới khi lúc giờ phút cận tử, mà bảo đảm rằng cái giờ phút cận tử mà cái lộ tâm cận tử mình là thiện pháp để được sanh về nơi nhàn cảnh. Có cái phương pháp nào không hay là chỉ là bất định thôi? Con cùng thánh sư giải thích vấn đề này, nó bất định như thế nào và muốn làm cho nó được trở thành nhất định thì phải sao? Và nó một có thể nam mô Bụt Thầy. Giả kính bạch chư Tôn Hiền, giả kính thưa chư quý vị, chuyện đó đối với phạm nhân thì không thể làm được, bởi vì phạm nhân là nghiệp xấu nghiệp tốt gì đó nó rất là nhiều rồi. Mà nếu kiếp này mà muốn được như vậy đó, thì thấy trong chú giải về thiền nó có giải thích là nếu cái vị đó mà hành tới cái sẵn khả rút bẹt khả gian, tức là tội tệ xã hành đó, tệ xã hành mà vẫn giữ được đó, thì bảo đảm một kiếp. Nghĩa là chết lúc đó bao giờ cũng có niệm hết đó. Bậc thánh thì không nói rồi, phàm nhân như chúng ta đó thì phải tới đó rằng nó mới đủ năng lực, chứ còn những cái chỗ khác chưa chắc. Mà cái mà mình có thể mình làm được trong cái kiếm này đó là từ lúc mình biết mình học Phật pháp đó, mà luôn luôn ở trong có niệm, ở trong những cái đề mục đối với thiền chỉ đó, thì mình coi cái cá tánh mình như thế nào để lựa một vài cái đề mục mình hành cho thường. Cái thứ hai, đối với thiền minh sát thì phải, nghĩa là mình học tới đủ khả năng để mình quán cái tâm của mình đó. Thành ra khi nào mà cái tâm mình nó có phiền não biết ngay thì chỗ đó thì lúc đó cái tâm mình lúc nào nó cũng được trong sạch hết. Nhưng mà cái chuyện đó đối với những cái gì hồi xưa ta ở trong rừng ta có thể ta làm được, chứ đối với phàm nhân bây giờ ở ngoài phố như mình đó, nghe cái gì cũng ham, nghe cái gì cũng thích hết. Đi mà ngồi trong chùa đang thiếu pháp mà kế bên nó mở karaoke cũng, cái miệng thì nói nhưng cái mông vẫn lắc như thường. Thành ra làm sao mà có thể tránh khỏi cái phiền não nó vô được. Thành ra cái đó là nhồi cho những cái rất nhiều khê cho cái thời mình giống như cái thời tượng pháp nó vậy đó. Nhưng mà vì vậy nếu mà muốn thì cố gắng được bao nhiêu hay bao nhiêu, tức là mình học làm sao nên biết cái đề mục thích hợp với ấy rồi một thiền chỉ đó. Ráng tập thường xuyên. Đức Phật thì dạy cái người cần sự năng phần nữ như giống như sư thì có bốn chuyện phải làm. Thứ nhất là hành về đề mục tứ vô lượng tâm,
Thứ hai là niệm về ân Đức Phật, ân Đức Pháp. Cái thứ ba đó là niệm về sự chết. Đó là những cái chuyện mà mình nên làm thường xuyên vậy đó, thì nó giúp cho mình cái thiện pháp phát sanh trong cái lục điện tử, trong cuộc kiếp hiện tại được. Chứ còn bây giờ đó, mình cái phương pháp mà để mình tạo phước, ví dụ như phước mà có năng lực tứ thiệt đó, phước bố thí mà có năng lực tứ thiệt đó, thì ít nhất phải là cái bậc mà tứ thánh quả hoặc tam quả mà vừa nhập thiền diệt đó, thì bây giờ chắc tìm không ra rồi ha, tìm không ra. Hoặc là cái thứ hai đó, mình có cơ hội mà mình ở gần bậc thánh, mình cơ làm phước nhiều về cho cái vị đó thì mai ra. Nhưng mà bây giờ khó lắm, mình bậc thánh mình cũng biết, mà mình lại ở xa chùa nữa, kinh điển thì cũng không có thông. Thành ra cái cách duy nhất mình là mình ráng cố gắng mình làm cái điều chúng tôi nói là mình học thiện mục của ta, thiện tứ niệm xứ cho nó rõ ràng, để khi nào cái tâm mình lộn xộn mình biết, tâm lộn xộn mình biết, ai ra có thể giữ được cái điều kiện mà mình có thể bảo đảm kiếp sau là không xuống bốn lần ác đạo. Ngay cả người ta nói ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt, nhưng mà trong cái kiếp này thì đó, tự nhiên ngũ giới thì cũng không chắc rồi, không có chắc rồi. Ngay cả những cái cơ hội mà mình làm phước để mình ấy đó, mình cũng biết cách làm phước nữa, làm cho mình có tạo được. Ví dụ như bây giờ nó không nói cho mình có người thân qua đời, mình mời ông sư tới tụng kinh mà mình ngồi với mình khóc, thay vì mình lắng tâm mình nghe để thiện pháp phát sanh, mình khóc thì với tâm sân, thì tới chừng ông sư tụng kinh xong rồi dạ mình hồi hướng, mình đem tâm sân của mình ra mình hồi hướng cho người ta, nếu họ nhận được, không nhận họ còn chờ, họ còn chờ mình đã chờ đó, phải không? Mình cứ nghĩ vậy đi đó. Là nó cái chuyện mà mình có những cái chỗ đó mà mình không có nên làm những cái áp pháp phát sanh mà mình vẫn có thể làm được. Đó, bởi vì không ai sẽ có thể nói là mình thương mình đó, mình thương đi nữa, nhưng mà trong cái thời gian đó, đó là mình nên tạo rất nhiều thiện pháp rồi, mà mình vô cái mỗi lần ai tới thăm cái mình khóc, ông sư tới tụng kinh mình cũng khóc, có người gọi tới mình cũng khóc, thì mỗi lần khóc cái tâm sân nó phát sanh liên tục về cái áp pháp, nó quá có nhiều năng lực, thì làm sao ấy phước báo đâu mình hồi hướng cho cái người ta vừa mới mất, thấy không? Là những cái ngày đó ráng làm sao để cái tâm mình là tâm thiện đó. Rồi đợi cho khi nào xong xuôi hết rồi, hồi ứng báo này kiếm sùm xong xuôi hết rồi đó, về nhà đóng cửa khóc 3 ngày 3 đêm ngủ sao. Nhưng mà trong cái thời gian còn đó thì mình nên nhớ là không bao giờ mình để cho cái tâm mình nó có bị phiền não hết đó. Bởi vì phiền não lúc nào là bảo đảm là ác pháp phát sanh, mà ác pháp đó, đó thì mình không thể nào mà mình có thể mình giúp cho cái người quá giảng, nếu người ta cần ở mình, cần phước báo ở mình. Đó là những cái chuyện bình thông thường nhất mà mình còn không có làm được, thì làm sao mà cái tâm mình nó thanh tịnh cho để mình có thể có cuộc sống cái kiếp sau nó khá được, thấy không? Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú và rất là quan hệ với sự chỉ dạy của sư Liễu Tông. Hồi nãy thấy Nguyên Như có cầm mic. Thôi thấy có câu hỏi của Định Tại Song Tu. Xin phép được đọc ạ. Kính thưa sư, trong vi diệu pháp dạy, chết là sự diệt tận mạng quyền, chi quý tinh rí giá hơi nóng tâm thức, kính xin sư giải thích ba yếu tố đó cho con. Kính cảm ơn sư và con kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Không biết cái gì là học ở đâu thì nêu cái điều này lên, nhưng mà xin thưa là khi nào có dịp gặp học cái gì nào thì hỏi cho chắc hơn. Còn đây chúng tôi xin nói sơ thôi, chứ bởi vì chúng tôi cũng không hiểu rõ ràng. Thứ nhất là cái danh sách này đó, nó được cái sự giúp đỡ để sinh tồn, nó có hai cái mạng quyền, gọi là sắc mạng quyền và danh mạng quyền. Sắc mạng quyền là rút xin quý tiên trí giá, và danh mạng quyền đó là
yên trí giá, tức là thuộc loại tâm sở, và hai cái đó giúp cho cái này. Và cái tâm thì bao giờ không vậy, nó phải có cái tâm để nó hướng dẫn các pháp đó. Nhưng mà còn cái hơi nóng này đó, thật sự ra đó, mình không biết cái chữ hơi nóng này đó là nói về trong trường hợp nào thì chúng tôi không biết. Nhưng mà thật sự con người có sự sống là nó có yếu tố danh sắc, được gọi là người có sự sống đó, là ở cái cõi ngũ uẩn này là phải đầy đủ yếu tố danh sắc. Còn sự sống của người ở cái cõi vô sắc thì chỉ có danh không mà thôi, tứ danh uẩn. Còn cái người ở cái cõi vô tưởng thì chỉ có sắc không mà thôi đó. Thành ra cái sự chết của mỗi cái cõi nhất quẩn khác với cõi ngũ quẩn, cũng như khác với cõi kia, ở kia. Thành ra, nhưng mà chắc chắn khi mà chết thì cái hơi nóng nó không còn nữa là chắc rồi, rồi gọi chết. Nhưng mà còn cái tâm thức cũng vậy, cái tâm thức nó không phải có mình nó, mà nó phải đi với nhiều, rất nhiều cái tâm sở khác. Còn danh mạng quyền chắc mạng quyền là hai cái điều kiện mà nó duy trì cái sự sống. Bởi vì thiếu cái đó là chết, là tiêu. Thành ra trong cái chi pháp mà người ta gọi là của ta, cái sắc sanh đó, ví dụ như mình nói là chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, biết thiêu thức tánh ở chỗ này gọi là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Thành ra ấy, thì nếu mà như vậy thì bữa nào gặp được sư Chánh Minh thì cứ hỏi đi hăng, chứ chúng tôi học chúng tôi không thấy cái chuyện này. Thành ra cứ hỏi bên đó, nhưng mà chúng tôi sẽ giải thích sơ sơ về cái sự sống con người đó, là nó do danh mạng quyền, sắc mạng quyền. Nghĩa là cái luồng tâm thức này, phải nói là cái luồng tâm thức này không phải một tâm, mà một tâm thôi, nhưng mà nó phát sinh nhiều cái trường hợp khác nhau. Thành ra đa số là tâm thức mà chỉ cho các loại, mà chứ tâm thức đây còn phải chỉ luôn cho cả tâm sở đi theo nó nữa. Còn hơi nóng là một trong cái sắc để nó duy trì cho đời sống mà nó thích hợp mà thôi. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con thấy định tuệ song tu đã... À, con kính tri ân sư. Dạ, con thấy câu hỏi của học online. Dạ, con xin đọc câu hỏi của học online ạ. Khi tâm tái tục xuất hiện mà chưa có cảnh sắc thích hợp để họ gá vào thì họ đi đâu ạ? Nam mô Bích Tha giá, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn này. Dạ, kính thưa cho quý vị, họ đâu có, nó chưa thành họ nữa làm sao đi đâu được. Cái tâm tái tục nó xuất hiện, nó phải xuất hiện cùng lúc tùy theo cảnh giới. Nó là tứ danh quẩn ở cõi vô sắc, mà ngũ quẩn ở cõi ngũ quẩn. Nhưng mà ở trời cõi vô tưởng thì gọi là sắc tái tục, chứ không có gọi là tâm tái tục được. Ở trên đó chỉ có sắc tái tục mà thôi. Thì cái cõi ngũ quẩn đó, mình nói một cách tổng quát thì nó có 15 cái tâm. 15 cái tâm làm cái nhiệm vụ tục sinh. Và 15 cái tâm đó tùy theo cái tâm nào, nhưng mà ít nhiều đó cũng 35 cái tâm sở đi theo. Và trong đó nó có 30 cái loại sắc cho cái cõi ngũ quẩn. Thành 30 cái loại sắc là một trong 15 cái tâm tái tục, là 2 và 35 tâm sở. Ba cái đó cộng lại gọi là ngũ quẩn. Nó phải có đủ như vậy đó thì mới có một chúng sanh xuất hiện tất tắc trong một cái sanh na đó, đó là nó có ba cái điều kiện đó. Thứ nhất là 30 cái loại sắc, tức là nó gồm có ba nhóm. Thứ nhất là ca giá, thứ hai là phá quá, thứ ba là quách thù ca đá tất xạ ca la bà đó. Thành ra nó có ba cái nhóm là 30 cái sắc. Còn tâm tùy theo cảnh giới của cõi ngũ quẩn á. Cõi ngũ quẩn tức là cõi bốn đường ác đạo, với cõi người, cõi sắc giới, với sáu cõi trời dục giới đó. Thì nó có tổng cộng là 15 cái tâm tái tục, nhưng mà nó xuất hiện một tâm tùy theo cảnh giới thôi. Còn tâm sở đi theo cái tâm tái tục đó đó.
ít nhất là có 4 đường ác đạo, mà còn trên nữa đó thì maximum là 35, chứ không có cái nào khác. Thì cái lúc đó thì được có một chúng sanh xuất hiện, còn nếu mà không đủ như vậy thì không có chúng sanh nào xuất hiện hết. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy nhá. Dạ, mời mà Nguyên Như. Nam mô Bích Thầy nhá. Dạ bạch ngài, Nguyên Như có câu hỏi là con có nghe nhiều chư tăng nói là khi mà mình học vi diệu pháp đó bạch ngài, là mình phải có thầy dạy cho mình đàng hoàng, chứ mình không cứ thể nào mình kiếm một cuốn sách rồi mình ngồi đó mình đọc rồi mình cứ theo những cái mình nghiên cứu này kia một mình á. Nếu mà mình không có một vị thầy, một vị sư chỉ cho mình thì không thể nào mình hiểu được, và có thể là mình hiểu lộn tùng phèo. Cái chuyện đó có đúng không bạch ngài? Dạ con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái chuyện nó đúng với học diệu pháp đó, ít nhất là hết trung cấp mà không có thầy mình học mình đọc mà nhiều khi mình không hiểu, tại vì mình không biết cách đọc, phải có thầy chỉ dạy đàng hoàng. Chúng tôi thí dụ dễ hiểu, cái thắng pháp tập cái lượng nó có 9 chương tất cả, nếu mình đọc chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6 là không bao giờ hiểu đó. Đó, thành ra khi các trường họ dạy đó, họ dạy thứ nhất là chương 1, chương 2 với chương 6, phải học hiểu cái đó, hiểu cho tường tận mới bắt đầu chuyện khác được. Học chương 1, chương 2, chương 6 rồi tới chương 3, rồi chương 3 rồi học thêm cái chương 7 nữa, ví dụ vậy đó, thì mới hiểu. Còn nếu mình chơi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là không bao giờ hiểu được gì diệu pháp cả. Đó. Thành ra học diệu pháp là lúc đầu rồi phải có thầy chỉ, bởi vì trong nội cái tâm mình phải học như thế nào, chứ không phải là mình cứ đọc y theo sách. Đọc y theo sách khó hiểu lắm. Đó. Cái sách cũng vậy, nó có những cái nhóm sách phải học trước, chứ không phải học theo sách họ viết. Sách họ viết theo cái cách của nó là theo thứ tự, theo thứ tự của từng cái đó. Nhưng mà mình khi mình học đó, mình học không theo thứ tự được, mà mình học theo những cái điều kiện để nó phát sanh, điều kiện để nó đứng vững, và điều kiện để nó phát sanh, nó nhận được những cái đối tượng mà cần phải nhận được. Thì đó là những cái mà mình phải cần có thầy chỉ trong lúc đầu đó, như là tối thiểu phải hết trung cấp. Thường thường ở bên Thái mà họ dạy hết trung cấp là tức là mình học hết 9 chương mà học theo kiểu chúng tôi nói, tức là 1, 2, 6, 3, 7, rồi 4, 5, rồi còn 2 chương còn lại thuộc về duyên khởi với thiền đó. Thì hai cái đó là mình học sơ để biết rồi đi vô trường thiền để thực hành. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ Nguyên Như còn câu hỏi không Nguyên Như? Dạ con thấy Nguyên Như đã kính tri ân ngài rồi. Dạ dạ định tuệ xong tu chờ một chút xíu ha. Dạ để cho Nhật Quỳnh hỏi câu hỏi của Xích Kim. Dạ. Trùng dụng duyên thường cận y duyên, khi phối hợp với tâm vô, làm sao phân biệt sự khác nhau của nó? Xin sư giải thích và cho thí dụ. Sa thú. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thực sự tâm vô trợ hỗ trợ nó không liên quan tới những cái duyên hệ khởi hay duyên hệ đó. Duyên khởi theo duyên hệ là nó theo một cái điều kiện khác, còn vô trợ hỗ trợ đó là nó theo cái điều kiện khác nữa. Thí dụ tại sao có hỗ trợ, nó có ba cái chuyện mà để mình biết cái tâm đó là hỗ trợ hay vô trợ. Nếu mà không có ba cái chuyện này đó, thì mình không có biết được. Thứ nhất gọi là ca giá bài vô khá, tức là do thân. Thứ hai quá chi bài vô khá là do ý. Cái thứ ba là mano bài vô khá, tức ý quá chi bài vô khá là do khẩu. Cái thứ ba là mano bài vô khá, tức là do ý. Nếu mà trong trường hợp đối với mình á, tự nhắc nhở mình á, có thể bằng thân bằng ý của riêng mình á, thì cả đủ ba. Nhưng mà đối với người ngoài đó thì chỉ có hai thôi,
đó là ca giá bài khá rồi quá chi và vô khá, tức là ví dụ như mình ca giá là như thế nào, tức là cái thân đó, ví dụ như họ họ eo eo lại chọc tức mình, hay là họ quýt mình, hay là họ hấy mình đó. Còn khẩu là nó bóng nó gió ha. Nhưng mà ý là không được, mà nhìn người khác mình không biết người ta, là người ta không thể hỗ trợ bằng ý được. Hỗ trợ bằng ý là riêng cá nhân mình mà thôi. Ví dụ như cái thân mình như thế nào đó, mình suy nghĩ tới riêng nghĩ lời, thì cái đó là ý. Ý mà dựa vào thân, hoặc là mình dựa vào cái lời nói ngày hôm qua, ví dụ vậy đó, thì cái đó gọi là có ba điều. Còn trùng dụng duyên á, thì thường thường là nó nằm ở trong cái các tâm mà làm cái nhiệm vụ mà sâu ná, cái động tóc mình gọi động tóc sâu ná. Còn thường cận y duyên là sự lặp đi lặp lại bất cứ cái trường hợp nào để phát sinh thường cận y duyên, gọi là bạc tu bệnh xa giá. Thì mỗi cái đó là nó dựa vào một cái bất cứ tâm nào cũng có thể có, bất cứ cái tâm nào làm nhiệm vụ động tóc đều có trùng dụng duyên. Nhưng mà bất cứ cái tâm nào mà có thể có làm cái nhân cho cái điều kiện khác, cái tâm khác, thì được gọi là thường cận y duyên, làm thường xuyên vậy đó. Thì bây giờ mà ví dụ như mình vô trợ thì mình suy nghĩ, thì cái sự suy nghĩ của mình dù nó nhanh cách mấy đi nữa thì nó cũng phải có cái điều kiện trước đó, tức là điều kiện quá khứ chứ không phải điều kiện lúc đó. Nên điều kiện lúc đó thì nó mới thành hỗ trợ vô trợ được. Ví dụ như mình nói họ ấy mình làm liền, nhưng mà mình nói làm liền là mình nói theo ngôn ngữ đời chứ mình thể nói theo tâm được. Bởi vì tâm trong một cái búng tay của cái tâm á, mình muốn búng tay một cái bốc kìa đó, tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần, thì mình không thể đâu ra mình ngồi phân biệt nó là rất là khó. Mình chỉ học để hiểu theo cái khái niệm thôi, chứ còn mình nói mình phân biệt thì rất là không thể làm được, ngoại trừ Đức Phật mà thôi đó. Quý vị cứ nghĩ một bới búng tay tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần, chỉ có Đức Phật mới có thể hiểu được như vậy thôi, có thể thấy được như vậy thôi. Còn ngoài ra, ngay cả đệ nhất về trí tuệ, đại đệ tử nhất trí tuệ là ngài Sở Bồ Tát còn chưa làm được, mình đừng có hy vọng. Thành ra mình hỏi những câu hỏi không thể trả lời được. Nam mô Bổn Thầy dạ. Không biết là Xích Kim có hiểu được lời của ngài Liễu Tông trả lời chưa. Nhục Quỳnh chưa có thấy tín hiệu gì hết. Dạ, nếu còn thắc mắc gì thì xin đưa bàn tay ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ, con thấy ra ok, thank you rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ, con thành kính lãnh lễ Đại Đức Viên Thông Diệu Quang Lâm vào đầu trang. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Định Tệ Song Tu. Quỳnh Minh Tâm chạy đâu mất tiêu rồi. Quỳnh Minh Tâm ơi, kính thưa sư, có phải trong lúc đang tinh tấn tỉnh giác niệm để chế ngự tham u ở đời là đang tạo nhân vô lậu để hướng đến quả vô sanh ở tương lai phải không thưa sư? Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Con đây thì làm ơn tiếp tục nha Quỳnh Minh Tâm nha. Nam mô Bụt Tha dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Không phải là mình tạo nhân như đó, là mình tạo điều kiện để những cái pháp ác nó không thể phát sanh được. Mà khi những cái pháp ác nó không thể phát sanh được, nó có hai trường hợp. Trường hợp của các tâm hiệp thế và trường hợp của tâm siêu thế. Trường hợp tâm hiệp thế tức là ví dụ như mà cái pháp ác phát sanh mình biết thì nó ngưng, bởi vì cái pháp thiện pháp ác không thể đi chung được. Và khi mà nó ngưng vậy đó, tức là mình tạm thời đối trị nó, tức là tà thân khá bà hả ná. Nhưng mà khi mà mình hành cho tới cái mức mà đầy đủ rồi đó, thì cái đạo nó phát sanh đó, thì cái đạo nó bứng gốc dùng những cái điều kiện mà mình đã có đó. Ví dụ tham ưu đó, nó điều kiện nó bứng gốc. Nhưng mà nó bứng gốc ưu đó thì phải tam đạo mà bứng gốc. Tham là phải tứ thánh đạo. Chứ không phải mình tạo nhân gì hết đó. Mình tạo một cái điều kiện để cho các
các tâm đạo nó phát sanh. Nếu mà nói trường hợp siêu thế mà nó cho các cái mình nói giờ nói cái lục giá mắt đó, cái lục giá mắt nó phát sanh để nó đè lần để tới khi nào ta siêu thế phát sanh để nó bứng gốc bứng rễ đó, chứ không phải mình tạo cái nhân vô lậu. Bởi vì khi mà bứng được cái đó thì mới gọi cái tâm mình nó đang bứng rễ những cái pháp mà hữu lậu. Thành ra mình khi mình bứng được nó rồi thì nó thành vô lậu. Cái là mình bứng là bứng cái hữu lậu, chứ mình không bứng cái vô lậu được. Bứng cái hữu lậu để cái mới mình có được gọi là vô lậu đó. Chứ không phải là mình đang tạo nhân vô lậu để hướng đến quả vô sanh. Không phải, quả vô sanh là mình hành đầy đủ thì tâm siêu thế phát sanh. Tức là khi một cái siêu thế phát sanh là, mà nếu là tứ thánh đạo phát sanh thì cái đó là không còn cái sự sanh về sau nữa. Nhưng mà tam đạo thì vẫn còn như thường. Cái quả vô sanh, cái sự mà không còn sanh lại nữa. Nếu mà ở bậc tam quả thì vẫn còn, chỉ có bậc cái tứ thánh quả mới là bứng mất mà thôi. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ sa thú sa thú, và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ không biết quý vị nào có thắc mắc gì xin tiếp tục giơ tay lên và đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Dạ quý vị đánh máy lâu lắm, dạ buổi bây giờ internet toàn cầu mic cái mic thì nó quá rẻ, vậy nào rảnh về sắm cái mic nha, lên giơ tay đặt câu hỏi. À, hình như là thấy cái nick 1116 có hỏi là do những nghiệp gì tạo ra người nữa, xin sư cho biết, cảm ơn. Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, mình tâm không thấy cái câu hỏi của nick Đình Tệ chúng tôi đó. Còn bây giờ là tạo ra người gì? Người nữ nhân phải không? Nữ nhân là do cái giới thứ ba không trong sạch. Sống ở đời mà cái giới thứ ba đó, chắc không biết cái giới thứ ba là cái gì nữa vậy. Mà cái giới thứ ba mà lạng hoạn đó, thì chắc chắn là kiếp sau không thành nam bán nữ thì không thành người nữ thôi. Là do cái sự không có giữ trong sạch cái giới thứ ba, nó thành ra là cái mình nên cái biết trong ngũ giới đó, nó có những cái giới nó có quả đó. Thành ra trong cái hiện tại này đó, mình nhìn cái chúng sanh nó sống như thế nào, biết cái ngũ giới kiếp trước họ như thế nào. Thành ra kiếp này mà nửa này nửa nọ đó thì cũng là cái giới, nghĩa là cái giới thứ ba mà gọi là cái nghiệp dư sót đó. Nghĩa là mình phạm cái giới thứ ba, tất rắn là kiếp tới nữa này bốn đường ác đạo rồi hết nghĩa là nói thẳng là đi địa ngục rồi. Rồi sau khi trồi lên khỏi địa ngục thì còn là người nữ, rồi sau khi đó một vài kiếp sau cũng thành người nửa nam nửa nữ rồi mới, nếu mà giữ giới ngũ giới trong sạch đó, thì mai ra còn trở lại người nam được, hoặc là có những quyền lực đạo khác. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Như vậy tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có phải là tiền sanh duyên của đạo quả? Kính thưa sư. Dạ con kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tông hiền, dạ kính thưa chư vị.
Trước hết phải hiểu tiền sanh duyên đó là cái vật mà nó sanh trước đó, nó vẫn chưa diệt thì cái quả phát sanh thì mới gọi là tiền sanh duyên, chứ nó không có đi qua quá khứ kiếp này kiếp nọ, đi qua quá khứ kiếp này kiếp nọ, nó thuộc về cái khác rồi, chứ nó không phải là tiền sanh duyên. Ví dụ như sắc, sắc thì nó 17 sanh na tâm, thành ra cái sắc nó phát sanh từ cái tâm trước. Rồi cái thí dụ như một cái tâm đó nó cùng sanh tâm đó, nhưng cái tâm đó diệt thì cái tâm sau vẫn phát sanh, thì phát sanh nó dựa vào cái sắc đó, thì cái đó mới gọi là tiền sanh duyên, tức là sắc sanh trước, chứ không phải là nó diệt đâu mất tiêu rồi cái khác sanh. Có một vị thiền sư ở bên Việt Nam qua dạy duyên hệ cũng dạy tới tiền sanh duyên vậy nè, không biết có ai hiểu không biết, tới mấy năm sau gì qua trở lại thì có cái bà đó bà lại nó cảm ơn cái gì đó, bà nói bây giờ bà hiểu tiền sinh viên là gì rồi. Thì bà mới kể ông chồng già cái đi hưu có tiền về thôi, mà mấy cô ra con nước bù rồi bà hiểu tiền sinh viên cái gì đó, thành ra tiền sinh viên là cái duyên đó nó phải còn cái điều kiện là để cho cái quả của anh nó vẫn còn, chứ không phải là nó diệt, bởi vì nó diệt nó thành cái khác rồi, chứ nó không còn là tiền sinh viên nữa. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sao thú, sau đây con thấy nít 1116 có hỏi tại sao trên cảnh trời dục giới thiên nữ nhiều hơn thiên nam. Dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bích Thà, dạ kính bạch chư Tông, dạ kính thưa quý vị. Cái chữ mà cận sinh nam, cận sinh nữ đó, là đúng theo Bali, tại sao có người dịch là thiện nam tính nữ là vậy đó. Người nữ thấy cái gì mà thỏa thích thì tin vô là làm, còn người nam thì ấy, quý vị để thôi, người già là nữ đi chùa nhiều hơn người nam, tại tới đó làm bất cứ việc gì cũng được, nếu mà ông sư phải có đức tin ở ông sư cứ làm. Còn ông mấy anh chàng trai mà tới chùa đó, ông, cái đó phải đúng, phải vậy mới làm, chứ còn nếu mà không ấy chưa chắc, tại vì cái người nữ đức tin nhiều vậy đó, thành ra họ làm phước dễ hơn người nam. Mà khi làm phước thì họ sanh về cái cõi đó, đó thường thường là ở cõi nào cũng vậy đó. Thì cái người nữ ngoài trời cõi thiền thì không có người nữ thôi, chứ cái cõi dục giới thì người nữ sanh là vừa, tại vì họ làm phước nhiều, họ đi chùa cũng nhiều. Quý vị để rồi 10 ông đàn ông vô chùa thì tới có tới cả trăm cái bà đó, nó vô đi chùa làm nhiều, nhưng mà tại vì những cái giới đó nó còn cái sự đức tin đó nó đi theo những cái nghiệp phía trước nữa, thành ra nó không có đủ lực để làm thành thiên nam. Nhưng mà nghe nói thiền nữ nhiều ra không có ai cũng thích. Ông cả chúng tôi ở bên Thái không có kể là không ở trên đó đâu, một thiền nam có rất nhiều thiền nữ, nhiều khi có mấy trăm. Thấy ông ta ông ngồi ông bí sĩ, ông cả mới hỏi nói ủa bộ không thích lên đó hả? Nói dạ không. Cả ông hỏi sao vậy? Ông này không biết máu, nói con ở dưới này có một bà còn muốn chết lên cho xuống, mà là nó mấy đồng bà chắc đâu khỏi sống luôn. Thành ra đó là kinh nghiệm cá nhân, quý vị thấy dễ sợ không? Đó là nó vinh minh tâm coi chừng cái đừng có cười. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ sa thú dạ kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ cái vụ này chắc dưới này là có ma đam không biết, cho nó kêu là ma gì không biết. Dạ xin mời quý vị, dạ chúng ta tiếp tục nêu lên những cái dạ, những cái thắc mắc của mình ạ. Không biết là sư Nguyên Thông mà đặt câu hỏi hay là chia sẻ đây. Đôi khi họ chẳng làm gì hết, chỉ giữ lòng chân thật thôi là được sanh thiên. Ồ, cái này là sư Nguyên Thông chia sẻ. Dạ, chia sẻ. Dạ, hồi nãy giờ nếu con có lỡ bỏ sót qua câu hỏi nào của quý vị, xin quý vị copy post lại giùm nha. Dạ, đừng giận hờn lẫn nhau. Dạ, xin mời
hồi nãy mở hàng thấy Nguyên Như, Nguyên Trang, Nguyên Trang lên hỏi có một câu rồi chạy mất tiêu rồi. Nguyên Trang có gì thắc mắc nữa không ạ? À? À, có thể lên hỏi ạ. Dạ thôi không ai hỏi, giờ con hỏi chuyện tào lao. Dạ dạ thưa sư, dạ cái vấn đề rằm tháng 7 và là ngày tự tứ, và cái này có lẽ nó đi sâu vào trong cái người Việt rất là nhiều, rất là nhiều. Mà thôi để con hỏi, đọc câu hỏi của 1116 trước. Tại sao vua trời Đế Thích và các thiên tử đều có nhiều vợ? Tại sao trên đó dê hơn ở trần gian vậy? Dạ con kính thỉnh sư Lửa Tông. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chú vị. Này thì không có giải thích đâu, nhưng mà trong chú giải họ có đề cập tới là ví dụ như người nữ trên đó là cổ quá xanh. Ví dụ người nữ mà ví dụ cho cái ông chư thiên đó, ông ở trong cái khu vực của họ, thì người nữ nào mà xanh lên, mà xanh trong khu vực của họ đó thì là thuộc của ông hết á. Mà nếu mà xanh ở xa thì nó có cấp bậc, ví dụ như xanh ngay trong phòng á thì hay là ngồi bắp dế ông gì là vợ, còn mà ra ngoài chút là sẽ vậy đó, thành ra không có quyền, không có nhiều của. Nhưng mà thời thật như thế nào thì chúng tôi cũng không có rõ. Nhưng bữa nào mai mốt ai có dịp mình được lên đó thì hỏi dùm, lại xuống trả lời dùm thì chúng tôi không có để mấy nhiều đó. Bởi vì mình cũng không có chưa có đủ phước để sanh thiên đâu. Chứ đi do chị hiểu tại sao không đủ phước sanh thiên. Tại vì đa số những người quen mình thường là họ đi xuống, không có đi lên. Mình đi lên ở mình buồn ra đi xuống đi, còn có chuyện để gây gỗ rồi chơi cho vui, rồi mai mốt đi kịch nào họ giải thoát hết rồi mình đi theo họ sao cũng được, không sao. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thố câu trả lời của sư Lửa Tông. Dạ thưa sư, cái vấn đề mà cái đối với người Phật tử Nam Tông đó, thưa sư. Dạ thì nãy giờ giống như những cái sư chỉ dạy nó phá đi những cái định kiến của người Việt Nam rất là nhiều. Dạ thì do cái rằm tháng 7 thì con không hiểu sao mà cái ngày xưa khi con lớn lên đó, thì nó tư nó đỏ, mà bây giờ người ta thì gọi là giàu có sanh lễ nghĩa, tức là đất nước người nó khá thì họ bài thêm nhiều cái, họ ăn theo cái rằm tháng 7. Thì con chỉ học chung quy là thôi, là người Phật tử của chúng ta có nên dẹp cái vụ mà rằm tháng 7 hay không, tức là Phật tử Nam Tông đó, mình không có dính dấp thì thôi mình dẹp luôn, mình đừng có nhúng vô. Dạ hay là thôi bà con cô bác ai làm gì mình cũng làm theo cho nó vui. Đây là cái điều mà con thắc mắc, vì con thấy trong những cái việc mà ở Việt Nam rằm tháng 7 con thấy không có cái nào mà nó gọi là tạm gọi là đúng hết trơn á. Dạ, do người đời người ta bị đặt ra không thôi. Dạ thì người Phật tử Nam Tông mình có nên dẹp luôn cái đó hay không, hay là mình vẫn làm theo? Và con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Chỉ có Việt Nam mình mới vậy thôi, chứ mấy cái nước theo Phật giáo truyền thống không có ngày rằm tháng 7. Bởi vì rồi cái vẽ ra rồi có lẽ ngày đó nó kiếm bờ thơ dễ nữa, mấy ông cứ vẽ thêm là Phật tử cái nghe bà đầu tin đó không thông chánh tà, cái chung cho chỗ cứ làm ngày đó vậy đó, chứ báo hiếu gì. Mình nói báo hiếu mỗi năm mình gặp có ngày thôi, còn 364 ngày kia để cha mẹ đói khổ, cái đó báo hiếu gì nữa. Thành ra theo các nước truyền thống là không có ngày đó. Các nước truyền thống là những ngày lễ. Hồi xưa thì ngày giới ta đi chùa, giờ ngày giới người ta đi làm. Thành ra những ngày lễ hay là ngày chủ nhật ta tới chùa ta thọ tam quy bát giới rồi này kia, rồi ta lấy cái phước báo đó hoặc ta chở cha mẹ đi chùa để cũng thọ trùng nghe pháp rồi này kia, chứ không có cái vụ mà làm tháng 7 vậy đó, nó khổ vậy đó. Chỉ ở Việt Nam mình thì sống với tàu lâu quá rồi lây cái tật
nghĩa là bà đâu tình đó của Tàu là nó mới có vậy đó, chứ không có cái vụ gì đó. Bởi ngày đó là chỉ có con nít nó thích chứ người lớn mới thích, chúng tôi nhỏ cũng thích lắm. Tại sao? Tại thấy mà người ta đang cúng cúng mà người ta đang quỳ xuống lại là mình cứ nhào vô giật cái vui lắm. Thì còn còn sống, còn sống mà đi giật mấy cái ra nó vui. Chứ thật sự là trên cái đó ngày lễ đó không có cái gì đó. Cái thứ hai là mấy ông mà hồi xưa đi qua Việt Nam, qua Ấn Độ mà lãnh kinh về đó, rồi cái không có đủ điều kiện để so sánh cái lục của Ấn Độ, lịch của Ấn Độ với lịch Tàu, là đã cái gọi ngày tùm lum là vậy đó, chứ không ấy. Một cái dễ hiểu nhất quý vị có thể chắc được biết là cái ngày đại lễ tâm hộp của mình đó. Quý vị vô trong bài kinh thứ hai của Trương A Hàm, đây là bài kinh thứ hai của đúng rồi đó, tức là bài kinh Du Hành. Bài kinh Du Hành, trong bài kinh Du Hành nói rõ ràng Đức Phật đản sanh thành đạo, Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo, Đức Phật niết bàn vào ngày mùng 8 đường quay Sa Khả. Đường quay Sa Khả tức là nếu mà theo tiếng Tích Lan là Vê Sắc đó, còn quay Sa Khả là tiếng Sáng Việt, còn tiếng Bali là quý Sa Khả đó. Là ngày mùng 8 tháng 4, tức là cách nhau của một ngày đối với Phật giáo Nguyên Thủy mà thôi đó. Nhưng mà bây giờ mấy ông tổ chức 3-4 ngày khác nhau đó, mấy ông không có học đọc kinh, không hiểu. Quý vị vô trong bài kinh Du Hành, bài kinh số 2 của Trường A Hàm, bây giờ sẽ thấy cái bài kinh đó, đọc rõ ràng là trong đó nói thẳng vậy đó. Tức là Đức Phật đản sanh thành đạo theo Bắc Tông thì so với bài kinh này tức là phải ngày mùng 8 tháng 4 của Tàu, tức là mùng 8 tháng 2 của Ấn Độ. Đó. Còn mình thì là ngày rằm, thì cái chuyện giải thích dễ hiểu thôi. Hồi xưa là khi gần đây tới cái ngày sinh nở đó, thì người ta tới về quê mẹ để sinh nở, thì bà Hoàng hậu Ma Gia đó thì có lẽ bắt đầu ngày mùng 8, mà đi, bởi lúc đó là trăng nó lưỡi liềm rồi, đi trong rừng mà nó cần phải có ánh trăng. Tối dầu là không đi nhưng mà nhất có ánh trăng nó không đỡ để mình ở nó đỡ nguy hiểm, mình tránh nó giữ được. Thành ra đi nửa đường, tức là tới ngày trăng tròn thì hạ sanh Bồ Tát. Đó. Còn nếu mà theo cái bài kinh Du Hành đó thì bắt đầu mùng 1 có đi. Đó. Mùng 1 đi nửa đường tới mùng 8 ta hù mà đi cái đó sao được. Đó. Mình thấy rõ ràng chưa, ở trong rừng thường ở cái lúc mà có trăng hay trăng lưỡi liềm nó vẫn tốt hơn là nó tới hù. Đó. Nó cái sau này mấy ổng vừa vào bài dịch của ông Trần Nguyên Trang, vừa vào bài dịch của ông Pháp Hiển gì đó, so sánh sao sánh tới sánh lui nó tùm lum ra bao nhiêu chuyện. Nhất là cái ngày nhập hạ cũng vậy, ngày mùa mưa đó là mình dựa vào là lịch Ấn Độ nên biết mùa mưa là mùa nào, trùng vào là tháng nào ở bên mình hay là ấy, là mình vẫn giữ cái đó thôi. Có thể nó không trùng mấy xứ khác nhưng mà nó ít nhất là nó cũng trùng một số quốc gia mà có mùa mưa nó đúng mức vậy đó, thì mình cứ giữ. Còn này bên kia thì họ không hiểu được cái cách tính lịch sao mà họ sai rất nhiều cái. Thành ra mình theo lịch của mình cho chắc ăn, là nó có những cái chuyện giống như Du Lan rồi này kia sùng, nó không phải báo hiếu khỉ gì đó. Báo hiếu là Đức Phật dạy rồi, giai cổng cha giai cổng mẹ, mình đi khắp cả cái địa cầu này, nghĩa là phục vụ tận tình rồi này kia, báo hiếu còn chưa xong rồi chứ ở đó có ngàn năm làm có ngày, cái đó là không phải lời dạy của chư Phật rồi. Nó thành đúng là các chuồng Nguyên Thủy mình nên không nên đụng vô mấy cái ngày đó, chỉ cho nó tào lao ha, nó làm sai lầm cái sự suy nghĩ của cái Phật tử tại chùa. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa tu và con kính truyền sư Liễu Tông. Dạ. Dạ, thấy bàn tay của Nguyên Như, và xin mời Nguyên Như lên đặt câu hỏi trực tiếp. Nam mô Bức Thầy Giá. Dạ, bạch ngài, trong cái bản nêu cái chỗ mà sắc pháp gọi là
sắc sắc biểu tri của nam và sắc biểu tri của nữ, bạch ngài. Như vậy cái người mà nửa nam nửa nữ thì hai cái sắc biểu tri đó có phải là thành một không bạch ngài? Con cứ nhìn nó con cứ thắc mắc hoài. Dạ con xin giao mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Sắc đó, sắc tính như là sao sắc biểu tri được? Nam nữ sắc biểu tri giống nhau. Đó phải là sắc tính, coi là sắc tính nam và sắc tính nữ, nhưng mà sắc biểu tri đâu. Sắc tính nam và sắc tính nữ. Cái người bán nam bán nữ. Trong yên thí giá giá má cả, tức là quyền song đối đó, giải thích rất rõ ràng. Mỗi chúng sanh chỉ có 27 cái sắc thôi. Còn cái bộ phận đó đó, cái bộ phận của người nam người nữ, hoặc bộ phận của người nữ nam người nữ đó, cái đó chỉ là trạng thái để biểu diễn, để nói lên cái người đó là thuộc về loại nào mà thôi, chứ không phải là sắc tính. Sắc tính chỉ có một mà thôi, hoặc là sắc tính nam hoặc sắc tính nữ. Thành ra khi mà sắc tính nam đó, vì lý do cái nghiệp gì đó, thì sắc tính nam sắc tính nữ nó có hai chuyện nó nói. Sắc tính nam có thể làm người đàn ông, nhưng mà đôi khi nó biến thành đàn bà thì cũng chỉ là cái người mà với hình thức đàn ông, nghĩa là không thể đẻ con được, chỉ có con thôi chứ không đẻ con được. Còn cái người có chứa hai cái loại sắc tính, sắc nam nữ, thì nó cái loại thứ hai đó là sắc tính nam thì làm chồng được, mà sắc tính nữ làm vợ cũng được. Là trường hợp cái vị mà gì đó, cái vị gì mà nhìn ngài Trạch Chay Ná thì phải, hay là ngài gì đó rồi biến thành nữ đó, cái người đó đó là cái có vừa sắc tính nam sắc tính nữ mà làm được cả hai chuyện. Còn có người làm sắc tính nam, khi cái lúc nào mà sắc tính nam đó mà người đó là người nam á, thì ấy được rồi, vài bữa nó biến thái, nó thành người nữ, thì người đó cũng không có làm cái bổn phận người nữ được. Dẫu rằng cái nhân mà cái cá tánh gì nó biến thành người nữ, cái đó là do nghiệp lực mà thôi, chứ không có làm cái chuyện sanh đẻ được. Đã có hai cái. Thì trong cái giám cả giải thích rõ ràng chỉ có một sắc mà thôi, nhưng mà còn cái mà mình gọi bộ phận sinh dục đó, cái đó không phải là sắc tính, anh nhớ đó, cái đó là trạng thái của sắc tính mà thôi. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thu, dạ, con kính truyền Sư Liệu Tông. Dạ, sau đây có vị nào quan hỷ giơ tay lên đặt câu hỏi không ạ? Dạ, room đã lên tới 43 người rồi. Dạ, quý vị có thể giơ tay lên, nêu câu hỏi trực tiếp ạ. Dạ, không có ai hỏi thì con hỏi tiếp. Dạ, thấy bàn tay cô Nhật Quỳnh nha. Hôm nay cô Nhật Quỳnh có lẽ là thích đặt câu hỏi. Nhà mời cô Nhật Quỳnh lên đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Nam mô Bích Tha, dạ, dạ. Nhật Quỳnh mới tới má nghe Quỳnh Minh Tâm kêu thì Nhật Quỳnh đưa tay thấy Quỳnh Minh Tâm nó đặt câu hỏi, thì mời Minh Tâm đặt câu hỏi nha. Dạ, Nam mô Bích Tha, dạ. Dạ, thưa sư, đối với người Phật tử chúng con sơ cơ tu học đó, dạ, thì thường hay bám theo một cái vị thầy. Dạ, tức là dù mình đến mình quy y với ông thầy nào đó, rồi mình coi ông thầy đó là một cái vị thầy chỉ dạy cho mình. Dạ, thì một thời gian sau mình tăng trưởng trong cái việc đọc kinh điển này nọ vân vân đó, dạ, thì mình thấy ra những cái điều mà thầy mình dạy nó chưa có đúng. Dạ, chưa có đúng, thì chúng ta có nên bỏ đi cái tư tưởng mà mình đã học sai lúc ban đầu hay không? Dạ, hay là việc làm đó tức là chúng ta khinh sư gì đó, khinh sư gì đó, tức là có nhiều người họ đặt một cái tội rất là nặng. Dạ,
Thì con thấy giống như trong Phật giáo Việt Nam thì cũng có nhiều vị từ bên Bắc Tông á, thì cũng bỏ và bỏ Bắc Tông nè, và khinh sư diệt tổ mà. Bỏ Bắc Tông đang chạy theo bên Nam Tông và thọ y trở lại. Thì cái điều đó nó rất là xa thú, nhưng mà có một số người Phật tử họ vẫn khăng khăng rằng là cái điều họ học được của vị thầy đó là những cái chân lý. Và thì thỉnh sư là trong cái người Phật tử, bởi vì trên con đường tu tập thế nào mình cũng kiếm được những cái nó và thầy của mình. Và thì như vậy mình có nên cái nào sai mình cho là sai không, hay là cái của thầy dạy ban đầu thì mình phải giữ cái đó để làm bụ bối? Và con kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam mô Bụt Thà Gia, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư mình tâm lần hai bỏ sót à, lần sau đọc cho kỹ có câu hỏi à, mà không vừa đọc. Thật sự ra đó, cái gì mà hướng dẫn mình vô trong cái giáo pháp này đó, cái gì đó là vị thầy hướng dẫn chứ không phải là vị thầy thật sự của mình. Vị thầy thật sự của mình là Đức Bổn Sư. Bởi vì Đức Bổn Sư mà khi trước khi Niết Bàn đó, Ngài đã truyền lại cái lời của Ngài cho Ngài Ananda đó, tức là này Ananda, pháp nào ta đã tuyên thuyết, luật nào ta đã chế định cho các người, pháp và luật ấy là thầy của các người. Thành ra cái vị thầy đó, cái vị thầy mà hướng dẫn mình vô đó, phải khi mà phải thuyết, phải nói gì, phải đúng cho kinh điển thì mình theo, mình giữ tới mức cuối cùng được. Còn nếu không thì mình phải tính cái chuyện khác để mình học được kinh điển. Bởi vì những vị thầy đồng ý là dẫn chứng Phật ngôn, nhưng mà không có dựa vào chú giải, không có dựa vào những đi ca gì đó để giải thích Phật ngôn, mà dựa vào cái tư kiến của mình, autonomy là tư kiến mình, để diễn giảng Phật ngôn. Tức là dùng pháp Phật để diễn giải cái tư tưởng phàm phu của mình, thì cái đó mình không có thể ở lâu được, thì mình phải đi tìm cái vị nào có thể diễn giảng được cái lời Đức Phật dạy. Bởi vì lời Đức Phật dạy tức là vị thầy thật sự của mình, còn mấy người kia là vị thầy hướng dẫn mà thôi. Thì một trong những cái đức tính mà được gọi là pháp sư đó, có năm đức tính tất cả. Thứ nhất là thuyết từng từ pháp, tức là thuyết pháp dẫn giải từ thấp đến cao, từ này từ thô thiển tới vi tế đó. Thứ hai, thuyết trọng tâm vào pháp môn, tức là dẫn giải y cứ vào pháp, không nên nói lạc đề. Mình dẫn giải một câu Phật ngôn rồi mình nói theo mình, tức là thể lạc đề được như không chứ không phải. Cái thứ ba là thuyết lòng bi mẫn, tức là thuyết cho người ta với cái tâm thương xót, muốn cái sự lợi ích về Phật pháp phát sinh tới người đó. Cái thứ tư là thuyết không vì tài vật, nghĩa là thuyết pháp không phải để được tán dương, để được cúng dường. Cái thứ năm là thuyết pháp không làm tổn thương tới mình, những người, tức là mình dùng pháp đó để cái là cơ hội để mình xuyên tạc người khác, hoặc là mình dùng pháp đó để mình nâng cao hoặc hạ mình, hạ người khác. Cái chuyện đó là không thể có trong cái vị pháp sư tứ thiệt. Thành ra cái vị pháp sư hay là cái vị thầy mà hướng dẫn mình vô đó là phải dựa vào, nghĩa là những cái lời Phật dạy và những cái lời giải thích của các bậc hiểu biết, tức là chú giải hay đi ca gì đó, thì mình có thể mình ở lâu được. Còn nếu không thì mình có quyền tìm cái gì khác để mình học được đúng lời Đức Phật. Nam mô Bụt Thà Gia. Dạ, sa tu lành thai, và con kính tri ân sư Liễu Tông, và xin lỗi định tại song tu. Và Minh Tâm xin phép đọc câu hỏi ạ. Kính thưa sư, trong đoạn kinh do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả vô minh được đoạn tận, chữ tưởng trong câu này có phải là ám chỉ thiền quán Vipassana không thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chữ tưởng này đó là đồng nghĩa chữ quán, nhưng mà tại sao mà gọi là vô thường tưởng? Bởi vì khi mình hành thiền Vipassana, mình thấy được trạng thái vô thường rồi đó, rồi sau này mình
nhìn trở lại nó thì thường thường người ta trong chưa trong kinh thể dụng chưa tưởng, chứ thật sự là cũng là quán cái vô thường đã thấy rồi. Còn mà khi mình hành thiền với Bạch Sinh A là cái thiền, cái tưởng, cái vô thường đó mình đang thấy. Tức là trạng thái thành diệt mà mình thấy là vô thường là mình đang thấy. Thì mình dùng sau này, tiếp tục mình dùng cái đó về sau. Thì thường thường thì dùng chỉ vô thường tưởng, tức là mình dùng cái trí, cái tuệ quán của mình đem quán cái điều đã qua. Tức là điều thấy để cho nó mạnh lên, hay là nó chi tiết hơn, hay là nó vi tế hơn. Nam Mô Bích Thầy đó. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, nãy giờ Minh Tâm có còn sót của ai nữa không ạ? À? Dạ, xin sám hối đạo tràng làm việc dở quá. Dạ, không biết cô Nhật Quỳnh có nãy giơ tay mới có gì thắc mắc không? Dạ, nếu có mời bàn tay của cô. Dạ, trong đạo tràng thấy có sư Nguyên Thông nè. Dạ, sư Nguyên Thông là kinh nghiệm đường đời rất là nhiều. Oh, thấy bàn tay sư cô Nhật Quỳnh. Dạ, xin mời cô Nhật Quỳnh. Nam Mô Bích Thà. Dạ, dạ sa thú, sa thú kính cảm ơn Quỳnh Minh Tâm đã mít làm thị giả cho ngài. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, bạch ngài, ngài cho lúc nãy con nghe một người hỏi về thiền. Con có một cái thắc mắc, xin ngài giải thích cho con. Trong đầu con cứ lẫn quẩn hoài. Trong thực tế thì có người hỏi con tại sao có một người ta tu thiền rất là giỏi, người ta có thể ngồi 3-4 tiếng đồng hồ, nhưng mà khi ra đời một cái mà đối xử với cuộc sống thì người ta rất là lăng xăng lao sao, có nghĩa là người ta có lúc không có kềm chế được cái hành động của mình đó. Như vậy là mà con trong đầu người hỏi con, mà con cũng tự nhiều lần như vậy đó. Có một hôm thì con nghe ở cái cuồng băng của sư Trí Dũng nói về coi như là giải thích về những cái mà hành giả, thì nói là giống như là do cái vị này tu là mà thiền định mà định sâu quá, lúc ngồi á thì coi như là mình cái tâm mình nó ngủ gục luôn đó. Rồi khi mà ra đời thì khi ra thực tế cuộc sống mình gặp những cái chuyện mà không vừa lòng mình á thì mình nổi sân nổi đau sao lên. Và mạch ngài giải thích cho con như thế nào, có phải như là do như vậy hay không à? Nam Mô Bích Thầy. Gia con kính nhân Bích Ngài. Nam Mô Bích Thầy. Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái người đó ngồi lâu hay ngồi không, cái đó nói là thiền là không có đúng, không có đúng. Mình người Việt mình hay xài sang lắm, hãy ngồi không thiền, làm gì cũng thiền, ngồi có đi đứng nằm ngồi gì đều có chánh niệm đó. Thật sự ra cái đó là mình xài, mình không có, mình đã nghèo còn xài sang là nó trật lất. Chữ thiền đó nó có hai ý nghĩa, tức là thứ nhất soi sáng đối tượng, chú ý đối tượng hoặc bám sát đối tượng, cái đó gọi là thiền chỉ. Cái thứ hai là pháp thiêu đốt chướng ngại. Tại là khi mà pháp thiêu đốt chướng ngại tức là thiền minh sát, nên nó có hai chuyện. Thì tổng cộng có hai chuyện đó. Thế nào gọi là thiền? Thiền là công việc làm của tâm đó. Khi nào tâm mình làm hai cái chuyện này đó, thứ nhất quan sát đối tượng, thứ hai mình thấy được phiền não mình để mình tiêu diệt hay là mình làm cho nó mất đó, thì cái đó mới gọi là thiền. Còn đi đứng nằm ngồi là phương tiện để mình hành thiền chứ không phải là thiền. Thành ra cái người nhiều khi ngồi cả tiếng đồng hồ này kia không thể gọi là thiền được. Bởi vì thiền, nếu mà thiền mà cái tâm ở trong đối tượng chắc chắn hay sâu gì đó, thì cái người đó phải có một cái điều kiện về thiền pháp kiếp trước và kiếp này rất là sâu sắc. Thành ra dầu người đó có xả y hoàn tục đi nữa đó, thì không thể có cái đời sống mà lang bang như người ngoài đời được.
Còn cái người mà sống như xã y hoàn toàn mà sống như ngồi đời đó, người đó ngoài thiền thì ngồi lâu thôi, chứ không phải ngồi thiền. Bởi vì thiền nó có đối tượng, thì cái đối tượng đó là mình tạo những cái dấu ấn về cái phương pháp mà nó làm cho tâm thanh tịnh và trong sạch. Mà khi tâm thanh tịnh và trong sạch thì dầu người đó ở cái chỗ nào đi nữa, cái tâm nó vẫn thanh tịnh như thường, chứ không thể nào nói nếu mà thiền đúng mức và có kết quả. Còn nếu mà mình ngồi thiền, ngồi chỗ lâu này kia ông trùm, nó cái đó không thể gọi là ngồi thiền được. Nhớ chúng tôi lặp lại là thiền là công việc làm của tâm, chứ không phải là công việc làm của thân. Mình đi đứng nằm ngồi này kia đó là phương tiện để tâm nó làm việc, thì nó làm việc theo kiểu thiền chỉ hay thiền quán mà thôi đó. Chứ không phải đi đứng nằm ngồi là thiền. Mà mình cứ vô mình ngồi đó là thiền. Mình ngồi mà với cái tâm mình nó phóng, nó tùm lum hết trơn thì làm sao gọi là thiền được. Bởi cái tâm nó ở trong ác pháp. Còn mà nói cho nó đúng chi pháp đó, khi nào cái người mà thiền đó thì phải có đủ ba yếu tố là Atabi Sambhachano Satima, tức là có tinh tấn, có niệm và có trí tuệ. Còn nếu mà mình thiếu cái chi pháp và trí tuệ đó, thì dầu mình ngồi có lâu đi nữa mà tâm mình ở trong đời cũng chỉ là niệm mà thôi. Mình hành cái niệm chứ mình không thể gọi là hành thiền được. Vậy hành thiền nó phải đưa tới những cái lợi lạc nó rất là sâu xa hơn cái đó nhiều đó. Chứ không phải là giống như mình nghĩ thấy người đó ngồi 45 phút là ôi ông đó thiền, chứ nhất không phải đâu. Nhiều khi thấy trong room đó có nhiều người nể nang mình cái ráng ngồi cho lâu cho ấy, rồi thấy mà xả mấy là lấy dầu là tha cảm ra chân bị nó tê quá đó. Nhưng mà thấy mình rỡ mình nhúng nhích cái người ta cười, người ta ngồi thiền mà sợ người ta cười, người ta tối ngày cái đi lấy dầu theo tho hoài, người ta sao gọi là thiền được. Nam mô Bích Thai đó. Tri ân ngài đã giảng giải cho con hiểu thêm một chút. Dạ, cái này trong đầu con nó cứ thắc mắc hoài, mà cũng còn có một cái vị đạo hữu cũng thường nói với con vậy. Dạ, cứ hai người nói qua nói lại mình không hiểu tại sao. Dạ, như đó này chắc là của Sức Như Quỳnh à. Dạ, Như Quỳnh đâu có khả năng mà ngồi thiền vài ba tiếng đâu Quỳnh. Dạ, không có. Dạ, được ngồi mà vài ba tiếng nữa thì cũng mô Phật, nhưng mà Nhật Quỳnh là không có rồi. Dạ, Nhật Quỳnh rất là lâu sau. Dạ, có câu hỏi và con xin đọc câu hỏi luôn à. Kính xin sư giải thích nghĩa của chữ tri kiến như thật. Giác tha phu tana đát sana có nghĩa là gì? Nam giá con kính nhân bích đến ngày. Nam mô Bích Thà giá kính bạch chư tàu mẹ giá kính thưa chư quý vị. Tri kiến như thật tức là cái sự thấy của mình đó, nó phải phù hợp với cái điều mình thấy. Mà cái đó là khó lắm. Bây giờ mình thấy với cái tâm mà phàm phu rồi đâu, mình thấy cái này nó ra khác, cái nó không như thế. Thì cái mà mình buốt cái như thiệt mình thấy đó, là mình phải có căn bản về diệu pháp. Tại vì diệu pháp mỗi lần mình học tới một cái pháp nào đó, nó đều có trà tu lắc hành hạ đó. Thì trong bốn cái chuyện mà nói tới, nó có cái nhân gần. Thì nhờ cái nhân gần mình biết nó là cái gì đó. Mình thấy mới là đúng như thật của nó. Chứ còn không ấy, thí dụ dễ hiểu. Quý vị đang ngồi tập trung tư tưởng vào cái đề mục nào đó, rồi tự nhiên cái quý vị nghe tiếng động cái bộp, quý vị quay đầu lại để coi nó là cái gì. Thì hỏi cái nhân mà làm cho quý vị quay đầu là cái gì. Đa số là quý vị nói là âm thanh, tức là tiếng mà vô lỗ tai cái bộp, cái đó là trật lất. Thấy như thật được. Thấy như thật là khi nào người ta hỏi vậy đó, quý vị phải nói là tôi nghe, nhưng mà cái tâm tôi nó muốn biết cái gì. Tôi quán cái tâm tôi thấy là cần phải nhìn. Thì cái tâm nó điều khiển cái sắc gió đó. Cái qua vô tha tụ nó làm cho cái đầu tôi quay. Thì cái đó mới là thấy như thật. Chứ còn nói là tại vì tiếng động mình quay đầu, cái đó thì chưa thấy. Cái đó là nhân xa, cái nhân đó là nhân xa. Tiếng âm thanh là nhân xa. Nhưng mà tác ý để quay đầu đó, cái đó là mới là nhân gần.
Nếu mình thấy rõ vậy đó thì mình nó mới đúng. Còn nếu mình thấy cái khác đó là thường là mình thành cái chúng ta gọi là ứng không người lái đó, là nó đi xa chưa thật chứ. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con thấy định tuệ song tu, đã kính tri ân ngài rồi. Dạ Nhật Quỳnh xin phép Quỳnh Minh Tâm nha. Tại vì nếu mà Quỳnh Minh Tâm mà đưa tay cầm mic thì Quỳnh Minh Tâm cũng mời nữa, nên nếu mà Quỳnh Minh Tâm có câu hỏi thì kính mời bằng tay. Còn nếu mà đưa tay để mời thì Nhật Quỳnh xin phép Quỳnh Minh Tâm nha. Dạ Nam Mô Bích Thai giá, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ mời đạo tràng, vị nào có câu hỏi cứ việc đưa lên. Trong khi Nhật Quỳnh hỏi thì có câu hỏi thì Nhật Quỳnh sẽ xin ngừng lại, tại Nhật Quỳnh thấy không còn thời gian bao lâu mà để đạo tràng trống vắng thì rất là uổng, nên là Nhật Quỳnh xin phép được hỏi. Dạ mời đạo tràng cứ đưa tay hoặc là chết chát à. Dạ Nam Mô Bích Thai giá, cái này là Nhật Quỳnh hỏi đụng chạm Quỳnh Kinh nha, nhưng mà Nhật Quỳnh không có hỏi về Quỳnh Kinh đâu nha, nhưng mà thực tế Nhật Quỳnh thấy rồi. À, nói trước để Quỳnh Kinh khỏi có lu bu. Dạ bạch ngài, cái thắc mắc của con nữa là con thấy đó nha, những người học viên mà thậm chí cả những vị thầy luôn nữa rất là giỏi về diệu pháp nha, nhưng mà tại sao mà lúc mà học về diệu pháp, ví dụ như con học với Quỳnh Kinh đi, thì là nói mình học di diệu pháp để mình biết cái tâm mình có sân hay là có tham hay này kia, để mình biết mình đoạn trừ. Nhưng mà con thấy những vị giỏi di diệu pháp mà không phải mình con đâu, mà hôm trước con thấy ở trong bất cứ cũng có người hỏi giống như con vậy đó, tại sao mà có những vị giỏi như vậy, học viên giỏi mà thậm chí thầy cũng giỏi luôn, nhưng mà sân vẫn đùng đùng, là sao bạch ngài? Dạ con kính nhân bích đến ngài, ngài chỉ dạy giùm cho con ạ. Nam mô Bích Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Hai cái đó nó khác nhau. Cái mình học để mình biết trạng thái của sân chứ không phải để thấy cái sân. Còn mình muốn thấy cái sân là phải qua pháp hành mình mới thấy cái sân được. Đó. Qua pháp hành mình mới biết cái sân đó là sân trước, sân sau, sân thượng hay là sân bay. Chứ còn mình học mình chỉ thấy, mình chỉ biết cái sân thôi. Còn sân loại nào đâu ai biết đâu. Nó anh học rồi phải qua pháp hành mới được, mới thấy. Chứ còn mình tưởng mình học xong rồi mình thấy á. Xin lỗi, không ai học xong mà thấy đó. Nên nhớ đó, ngày Bồ Thí Lá vào thời Đức Phật đó là Tam Tạng Pháp Sư. Nha. Thuộc lòng hết tất cả những cái gì ngày Đức Phật dạy thời đó, học trò đắc thánh rất nhiều, nhưng mà ông ta cứ gặp ngài là ngài cứ nói là Mô Khá Bồ Rí Xạ. Mình dịch cho nó theo ngôn từ là người trống rỗng đó, nhưng mà dịch theo chúng tôi dịch là nên dịch là người ngu. dầu rằng là Tam Tạng Pháp Sư nhưng mà không thấy được những cái thực tính pháp. Thành ra quý vị nên nhớ, học là để biết cái trạng thái, cái điều kiện của nó mà thôi, nhưng mà khi hành mới biết nó là cái gì. Cũng giống như mình nói muối mặn thì bây giờ mình giải thích hay lắm, nhưng mà thật sự mình biết muối mặn hay không mặn, mình để muối vô cái lưỡi mình biết cái muối đó mặn hay không, mà mặn như thế nào. Chứ còn nếu mình học chỉ là lời giải thích là muối mặn thôi, mà nếu mà muối mặn không là sao biết được, phải không? Nên nhớ, muốn thấy được cái đó thì phải hạ thủ công phu trong pháp hành mới thấy được, chứ pháp học thì không thấy được. Nam mô Bích Thầy á. Dạ xà thủ con hành kính tri ân ngài. Dạ hôm nay con đã thông được rồi, 10 phần thì con thông được tới 6, vậy là tốt lắm rồi. Tại vì đầu con tạo hữu nhiều lắm bạch ngài. Dạ con thấy cho hết mấy câu hỏi luôn. Dạ bây giờ câu hỏi Bình Yên 17 chờ cho Nhật Quỳnh chút xíu nha. Nhật Quỳnh thấy câu hỏi của Lê Lam không bị phạt hả? Dạ vậy là
Tại vì như Quỳnh chợ nói đi rồi hỏi rồi Quỳnh Kinh nói nhầm bộ chắc là soi mói Quỳnh Kinh. Dạ, con xin xin phép nhân để Nhật Quỳnh thấy hai câu hỏi trước để Nhật Quỳnh đưa lên hỏi tiếp tục à. Dạ, Lê Lam Không có hỏi học khái niệm về con gà. Ủa cái này đâu phải câu hỏi. Dạ, xin lỗi còn câu nữa. Dạ, để Nhật Quỳnh hoạch lại thêm. Dạ, xin sám hối với đạo tràng. Dạ, câu hỏi của Như Thật. Thưa sư, mười sắc phi thực tính không phải là pháp thực tính, vì sao ạ? Nam mô Bụt Tha giá, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chị vậy. Đâu có mười cái sắc đó vẫn là thực tính pháp nghe được. Nhưng mà muốn biết được nó là phải dựa vào cái pháp thực tính thiệt, thứ thiệt, tức là 18 cái sắc kia đó, bởi vì nó là trạng thái của 16 cái sắc kia. Thành ra cái chiều chỗ nó là phi thực tính pháp, chứ không phải nó vẫn là thực tính pháp nghe được. Nhưng cái thực tính pháp đó nó được hiện rõ ràng phải dựa vào cái 18 cái kia. Chứ không phải là không phải là phi thực tính. Nó vẫn là thực tính pháp nghe được. Nhưng mà không phải dễ nhận nó, mà phải nhận nó rồi qua cái khác. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, Như Thật có đồng ý với câu trả lời của ngài chưa, có thông chưa, hoặc là còn ý kiến nào thì kính mời Như Thật cho xin ý kiến ạ. Con thấy Như đã sa thú rồi. Dạ, con xin được đọc câu hỏi của Bình Yên 17 ạ. Dạ, Bình Yên 17 có hỏi: Thưa sư, xin hoan hỷ giảng về sự tương quan của ba loại phước. Cảm ơn. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, con kính nhân bất tính ngài ạ. Nam mô Bụt Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự là mười phương pháp tạo phước, người ta hay chia vậy để cho mình có cái cách dễ làm phước thôi. Mình dựa vào đó mình tùy theo bản chất cần tích của mình, chứ thật sự ra thì nó không có, nếu mà nó liên quan thì liên quan giống nhau là cái cách tạo phước thôi. Nhưng mà người ta dựa vào cái nào gọi là phước trí, cái nào gọi là phước đức, cái nào gọi là phước trí, phước vật như vậy đó, thì nó dựa vào cái điều kiện mà mình đem cái gì đó mình làm phước, làm phước cách nào, làm phước cách nào để có cái đó. Nhưng mà thật sự cách làm vậy thôi, mình đặt tên mấy cũng giống như là mười phương pháp tạo phước, người ta hay nói văn tắc là có ba, tức là bố thí, trì giới với thiền á, thì mình hay là tu tiến đó, thì mình nói để mình nghĩa là cho nó gần lại thôi. Thành ra bây giờ mình thì dùng mình dựa những cái vật chất mà để phát sanh cái loại phước đó như thế nào, thì mình biết cái đó là phước vật, phước đức hay là phước ấy, thấy không? Chứ không nó hỏi về tương quan thì chúng tôi cũng không thể giải thích để cho cái gì đó hiểu được. Nhưng mà bởi vì tất cả pháp nó đều liên quan hay tương quan nhau nữa đó. Nhưng mà tại sao đặt tên như vậy thì cái chuyện đó thì thực ra mình không phải là một nhà ngôn ngữ học để mình có thể mình giải thích cho nó rõ ràng được. Thành ra chúng tôi xin tóm tắt như vậy thôi, rồi để khi nào chúng tôi đã tìm thấy cái chỗ nào giải thích trong mấy cái sách mà thứ thiệt đó, rồi chúng tôi mới dám giải thích cho quý vị. Còn chúng tôi cũng không có nghĩ là mình không có đủ nhiều khả năng để giải thích cho tường tận được. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá, dân 17 đã sa thú rồi. Nha, đạo tràng còn câu hỏi không à? Nhật Quỳnh kính mời à. Theo đồng hồ Nhật Quỳnh chỉ còn có hơn 10 phút nữa hơn quý vị. Nên kính mời đạo tràng và tranh thủ giờ chót. Trong khi chờ đợi câu hỏi và ngài cho con hỏi cái chữ Pali này bạch ngài. Dạ, thấy cái câu của Như Thật rồi. Dạ, để con phải không? Thưa sư, vị mười sắc thì thực tính đó có thể dịch từ ngữ nào khác không? Vì như vị dễ hiểu lầm. Dạ, Nam mô Bụt Tha vậy là câu hỏi rồi. Con xin đọc lại à. Thưa sư, như vị mười sắc phi thực tính đó có thể dịch từ ngữ nào khác không?
Vì như vậy dễ hiểu đầm. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính nhân minh đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự nó có chữ nhưng mà hỏi của chúng tôi không nhớ, không biết dịch là sắc tô hay là sắc rõ hay sắc gì đó. Nó có trong cái 10 cái, nó chia là 11 nhóm này phải. Nhưng mà hỏi của tử của chúng tôi nhớ thôi, lần sau tới thì lần sau đấy thì chúng tôi về chắc lại chứ. Nói từ về chữ Bali vừa nói ông rõ ràng nó thật là mệt lắm ha. Lần sau đi ăn để cho 10 cái sắc đó. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú chúng con thành kính tri ân ngài. Như thật nha, ngài từ sau nhớ vào đạo tràng để ngài giải thích nha. Rồi kính mời huynh Minh Tâm. Dạ, sa thú và kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính thưa sư Lửa Tông, và trong cái suy tư của người Việt Nam đó, và nghĩ rằng mình chết ở trong chùa, và tức là cái nơi thanh tịnh đó thì rất là dễ thanh thiên, dễ sanh thiên nha. Đó là một cái tư tưởng nha, cho nên có nhiều người mà lớn người ta hay đưa vô chùa gửi rằng chết ở trong chùa thì nó có gì á, những cái quay lực á và sanh thiên. Nhà thì mới đây đọc báo thì bên Thái Lan có một em bé 9 tuổi nha, bị ông sư ông nổi nóng ông đập đầu nó vô gốc cột và nó chết nha. Thì cái vấn đề mà bị chết trong chùa ở Sơn Dạ, không, đứa nhỏ không có chết trong chùa, nó bất tỉnh rồi đưa vô bệnh viện nó chết. Nhưng biết con hỏi rằng trong cái suy tư của cái người Việt đó là mình chết ở trong cái đất thiên á, tức là cái đất nào nó thiên, ví dụ như bên Ấn Độ những cái nơi nào mà linh thiên rồi đó của Phật giáo đó, thì mình dễ gọi là thăng thiên, dễ lên trời hơn. Thì cái điều này nó có đúng hay không ạ? Kính thỉnh sư Lửa Tông giảng dạy. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư thiền giả, kính thưa chư quý vị. Chuyện này là nó không trúng rồi, cái chắc rồi. Bởi vì Đức Phật dạy là thiệp thân sẵn khi lít thể đu có tỳ bà tỳ căn khả, mà thiệp thân sẵn khi lít thể sụ có tỳ bà tỳ căn khả. Lầu cần thử cái người nào mà có phiền não, có ác pháp thì gì đi bốn đường ác đạo, mà lầu cần thử gì nào của người đó là có thiện pháp thì người đó sanh thiên. Thành ra sanh thiên là hay là sanh ấy là do cái thiện pháp, cái ác pháp mình làm thôi, chứ không có liên quan ở ông chùa. Nếu mà ở ông chùa vậy thôi mấy ông sư đâu đi địa ngục. Mà xin thưa quý vị, chứ mấy ông sư đi xuống đó cũng nhiều lắm mà. Trong mấy chuyện mà kể thí dụ như là cái cây mây để người ta phơi y đó, mà ở dưới đó đã nhiều cái phơi y mà nó gãi luôn cái cây mây đó là biết. Mấy ông sư đi xuống đó cũng nhiều lắm, nên cô giờ tin những cái chuyện tào lao đó ha. Đó. Cái tâm mà thật sự ra cái ông Sư Di đó có xui ông vô ông bất tỉnh lúc đó, mà cái thân thể ông đau như vậy đó thì chắc chắn là xem thiên khó lắm, chứ nó không phải dễ đâu. Mình đừng có tưởng dầu rằng đang ở trong cái bụi đó cũng không có chắc gì, mà bảo đảm xem thiên với điều kiện cái nghiệp nó xấu là mới bị cái đó, chứ nếu nghiệp tốt rồi đâu có bị. Nghiệp tốt là xem thiên là ở trong chùa, mà giống như Việt Nam này có một vị đó, chắc là hồi đó có gì rảnh hỏi ngài tới đó chắc biết đó, ngài Cả Giác Quan đó. Đó, ngài đó ngồi thiền là đi luôn đó, hay là ngài Cả Pháp Minh đó. Mà mấy cái gì đó đó thì sẽ sanh thiên, chứ còn mình ở trong chùa cái tâm mình đó, có đủ 12 cái loại bất thiện nó làm sao mà sanh thiên được. Mà lên đó đi nữa thì mấy ông trời em cũng đạp xuống, chứ nói đầu óc giờ hay đó mà lên đây làm gì thì cũng như không thôi. Thành ra đừng hy vọng ở chùa mà sanh thiên. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thấy Bình Minh Tâm kính tri ân sư rồi. Dạ. Một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng mời quý vị có thể đưa những câu hỏi. Dạ, còn có mấy phút thời gian nó rất là nhanh quý vị. Dạ, nếu mà không ai hỏi thì con hỏi tiếp.
Dạ bạch ngài, ngài chỉ dạy dùm con cái chữ Pali mình viết và mình đọc sao cho nó đúng hả bạch ngài? Một là mình viết chữ ba ba lý, nếu mà viết gì là ba lý, còn nếu mà chữ y có chữ quyền là ba ly. Mà con thì con không không có khi mình rõ ràng là mình đọc là tiếng Pali, nhưng mà sao con viết như thế nào cho đúng, mà con cũng có nghe cũng có bị đọc là Pali. Dạ con cũng thỉnh ngài ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, mình đọc Pali, đọc theo cái âm Việt Nam chứ không phải là tiếng Pali. Chữ Bali đó là định nghĩa của chữ Bali là Buddha Vajra Năng Bali Thị Tị Ba Lý. Ngôn ngữ nào duy trì được lời dạy của Đức Phật, ngôn ngữ đó gọi là Bali, là mình chữ Bali là tiếng Việt. Còn mình đọc theo chữ tiếng Bali phải là Ba Lý. Bali bởi vì âm là âm ngắn, ngôn ngữ cái âm đó là âm ngắn Ba Lý chứ không phải là Ba Lý. Điều mình đọc theo tiếng Việt nó quen là thành Bali hoặc là hai ly rưỡi đọc là Bali. Bút thá quá trình Bali ti tị Bali, ngôn ngữ nào duy trì được toàn bộ lời dạy của Đức Bổn Sư, ngôn ngữ đó gọi là Bali. Nhưng mà đọc theo tiếng Việt cho nó dễ, mình Việt Nam mà không có rành tiếng Marathi là mình đọc đó Bali, tức là cái ngôn ngữ cái xứ Marathi hồi xưa đó, ghi từ thời Đức Phật tới giờ đã được truyền. Rồi sau này cái ngài Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Maitreya đó xuống thành Phật thì ngài cũng dùng cái ngôn ngữ này, nên là nếu mà anh rảnh ráng ráng mà học vài chữ đi, cái sau gặp ngài kia ngài còn nói mình còn hiểu chứ, chứ không ngài nói xong ngài dọn cái mặt mình nó thôi, thứ dọn ngài không nói tiếp là mệt mình đó nha. Bởi vì cái sau đó thì trái đất này nó nổ tung bởi vì do cái sự tụ tập của bảy cái thái dương hệ khác nhau, cho nên nó nóng quá nó nổ thành cái Big Bang tới bảy thái dương hệ đó, trong ngoài trái đất không, bởi vì là nhớ là bảy cái thái dương hệ nó ở cận nhau quá thành ra nó nổ lên. Lúc đó mình đừng hy vọng học Phật pháp học gì á. Bây giờ ráng học đi, có nhiều học đi, gặp Phật vị lai thì cũng giống vậy thôi. Kính thưa quý vị, tất cả lễ nào phát sanh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng các cận sinh nam sinh nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Rất Tát Giá Sa. Dạ sa thú đành thay con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải những câu hỏi của chúng con, để chúng con tiến gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và chúng con cũng thành kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp thảo luận Phật pháp đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá. Và con không biết đại đức Nguyên Thông, giờ đây con coi đại đức Nguyên Thông còn trong đạo tràng không.